Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. chương 2601, ta rất khỏe, hai. Cảm khái nửa ngày, đột nhiên nhớ tới một việc, Lạc Huyền Thanh vỗ chán. Vốn nghĩ đến hỏi thăm có phải sự tình thiên cơ đường cùng vị trước mắt này liên quan hay không, lại quên mất mục đích chủ yếu. Trương Thuần kia còn ở bên trong không có đi ra, chưa kịp đánh hắn một trận. Gặp mà không ra tay, chẳng phải thật vất vả đột phá tu vi, lại không địa phương khoe khoang sao chạy tới đánh người quá tầm thường thật muốn đánh hắn không cần đi tìm có thể để cho hắn tự tìm tới cửa trương huyền nói ồ lạc huyền thanh nhìn qua làm thế nào rất đơn giản trong rất nhiều chức nghiệp ở thánh tử điện đều con cháu trương gia trương huyền nhìn lại đương nhiên lạc huyền thanh hừ một tiếng mang theo không vui mặc dù người trương gia từng cái nhân phẩm không được nhưng mà thiên phú quả thực không phải dùng để trưng cho đẹp không ít người không chỉ thực lực không tệ, chức nghiệp phụ tu cũng học rất tốt. Người Trương gia mạnh mẽ, không chỉ thể hiện ở sức chiến đấu, ở chức nghiệp khác cũng có thành tích rất cao. Nguyên nhân chính là như vậy, mới ở Thánh tử điện có thanh danh lớn như thế, người người sợ hãi cùng kính nể, bảo vệ địa vị đệ nhất gia tộc, không người có khả năng dao động. Vậy là tốt rồi, trừ Trương Thuần, nổi danh nhất là ai, mang ta tới, ta muốn khiêu chiến phụ tu. Con mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn mắt trương huyền sáng lên chỉ cần một đường khiêu chiến qua không tin trương thuần không ra mặt mặc dù sự tình thiên cơ đường trong thời gian ngắn đoán không được mình nhưng mà thời gian lâu dài nhất định có thể nghĩ ra liên quan đến mình trọng yếu nhất là đã biết vị dương huyền kia thật tồn tại người này không xuất hiện ngược lại cũng thôi một khi phủ nhận thân phận của hắn thiên đạo thư viện liền vô cùng có khả năng tiết lộ trở thành mục tiêu công kích danh sư đại lục sở dĩ không giống địa phương khác, không tuân thủ quy củ, giết người đoạt bảo, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì sư thừa, người người đều biết, đánh tiểu nhân, tới lão nhân, nhân mạch đan sen chẳng chịt, ai cũng không biết, có thể dính dáng bao sâu. Bởi vậy, không xuất hiện sinh tử đại thù, bình thường sẽ không ra tay. Nghe nói năm đó một thánh nhân quý tộc tam đẳng, tùy tiện xử lý một tiểu nhân vật hóa phàm cảnh, liền kéo ra tổ sư ra ra luyện khí sư cửu tinh cuối cùng dẫn đến toàn gia tộc sụp đổ, suýt chút nữa bởi vậy diệt tộc. Từ đó về sau, chỉ cần nói ra truyền thừa, bình thường có rất ít người dám động. Hắn một đường đi tới, bình tĩnh như vậy, thậm chí ngay cả đánh lén ám sát cũng không có, cái tên Dương Huyền này tuyệt đối lên tác dụng rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn bền. Nếu như không phải chân thực tồn tại, chỉ sợ nhiều lần xông đường thành công như vậy tổng bộ danh sư đường đã sớm phái người tới dò xét. Cho nên, thời gian không đợi người, nhất định phải đuổi ở trước khi những người khác phát giác, tận khả năng che đậy thiên cơ, trước khi vị dương huyền kia tìm đến, đạt tới danh sư bát tinh, mở ra phong ấn, trở thành điện chủ chân chính, hoặc đạt tới tu vi cao hơn. Có thân phận điện chủ, bất kể là ai, cho dù là tổng bộ danh sư đường, muốn tìm phiền toái, đoán chừng cũng phải cân nhắc một chút. Vị anh vợ này, muốn đánh Trương Thuần, suy đi nghĩ lại, không bằng thừa cơ thu thập toàn bộ người trương ra một chút. Trước đó phí sư cũng nói, mỗi một người trở thành điện chủ, đều trải qua đủ loại khiêu chiến, một đường nghiền ép, mới có thể sinh uy hiếp, hắn đã là người hậu tuyển điện chủ duy nhất, vậy không có gì có thể ẩn trốn, buông tay đi làm. Không quấy toàn bộ thánh tử điện long trời lở đất, liền không họ trương. Khiêu chiến phụ tu, lạc huyền thanh trần chờ một chút. Trận pháp của ngươi rất lợi hại, thuần thú cũng cực kỳ cường đại, nhưng phụ tu khác, trương gia người đều không yếu, người xác định. Có khả năng vượt qua, mà không phải bị đối phương giáo huấn. Không phải hắn không tin vị trước mắt này, mà là thuật nghiệp hữu chuyên công, nghe đạo có trước sau, xem như danh sư, cũng không có khả năng bất kỳ nghề nghiệp nào cũng mạnh. Trình độ của vị trước mắt này ở trên trận pháp cùng thuần thú, hắn cực kỳ tin phục, nhưng những nghề nghiệp khác, vừa nghĩ tới những người trương gia kia lưu lại ghi chép, xem như hắn, cũng có chút nhìn thấy mà giật mình đi qua có thể đánh mặt ngược lại cũng thôi ngộ nhỡ không thành công bị người đánh sẽ có chút xấu hổ yên tâm chỉ cần tìm cho ta đầy đủ thư tịch muốn đánh mặt của ta chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy mắt sáng lên trương huyền khẽ nói người đã có tự tin vậy là tốt rồi ta vừa vặn còn muốn đi khải linh sư công hội một chuyến người có muốn đi hay không thấy hắn nói như vậy nhớ tới đủ loại thần kỳ của thanh niên lạc huyền thanh dừng lại một chút nói khải linh sư công hội trương huyền nhìn qua có người trương ra không em ruột của trương thuần trương phong là thánh tử trong đó bất quá cấp bậc của hắn đã đạt đến bát tinh ngươi có được hay không nhẹ gật đầu lạc huyền thanh vẫn còn có chút lo lắng khải linh sư em ruột của trương thuần khóe miệng nâng lên trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng yên tâm đi nam nhân sao có thể nói không được nếu như nhân phẩm của Trương Phong không tệ lắm, khảo hạch khải linh sư một chút liền thôi, nếu thấp kém giống như ca ca hắn, vậy liền không khách khí. chương 2602, Thư viện Thuế Biến 1 Mặc dù có chút ý kiến với Trương gia, nhưng cũng không phải người cố tình gây sự, chỉ cần nhân phẩm của đối phương tốt, không tính quá ti tiện, mình cũng sẽ không quá phận. Thật giống như Trương Thuần, chết không biết xấu hổ, con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, vậy thì thật không tiện, đừng trách hắn không khách khí không làm hắn nghi ngờ nhân sinh, liền không gọi Trương Huyền. Người mới vừa nói thánh tử là có ý gì? Làm ra quyết định kỹ càng, nghi ngờ nhìn qua. Thánh tử điện, ẩn hàm nhiều loại chức nghiệp, chỉ cần ở trong một chức nghiệp, có khả năng vượt qua tất cả người thực lực tương đồng khác, trở thành đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng liền có thể thu hoạch được vinh dự thánh tử. Hơn nữa, cái này không chỉ là vinh dự, càng là biểu tượng thân phận và địa vị, chỉ cần trở thành thánh tử, chẳng khác nào thành người phát ngôn của một chức nghiệp ở trong thánh tử điện, thành đại sư huynh của tất cả mọi người. thấy hắn không hiểu, lạc huyền thanh giải thích nói: trương phong này, khải linh tượng đá chấn thủ đại biểu thân phận thánh tử, để nó di động bảy bước, phá vỡ công hội ghi chép 3.000 năm qua, lúc này mới thành công. tượng đá, trương huyền cau mày, khải linh tượng đá hẳn là cực kỳ đơn giản a, à, lúc trước hắn là khải linh toàn bộ công hội, chờ người tận mắt nhìn thấy sẽ biết khó khăn trong đó. Thấy hắn xem thường, Lạc Huyền Thanh cười khổ lắc đầu. Khải Linh sư lợi hại, Khải Linh tượng đá quả thực không khó, nhưng muốn muốn Khải Linh tượng đá chấn thủ liền không dễ dàng, bằng không thì cũng không có khả năng 3.000 năm qua chỉ có Trương Phong làm được. Khải Linh sư công hội cũng ở trí điện, đi không lâu liền đến trước mặt. Đứng ở trước cổng chính của công hội, nhìn thấy cái gọi là tượng đá chấn thủ, Trương Huyền rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương nói như vậy. Trừng cao mười mấy trượng, độ rộng cũng có sáu bảy trượng, đứng sừng sững ở tại chỗ, tựa như một cao ốc cao vút, không biết dùng nham thạch gì điêu khắc thành, toàn thân đen nhánh, như có khả năng hấp thu ý niệm của người khác, để khải linh hỏa diễm khó mà bùng cháy. Cái này, quả thực không quá dễ dàng. Cảm thụ một chút, ánh mắt của Trương Huyền ngưng trọng. Cái tượng đá này xem như hắn muốn khải linh, chỉ sợ cũng cần tiêu tốn thời gian rất dài, tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất là chất liệu đặc thù, không dễ dàng ẩn chứa linh tính, cho dù thành công, hẳn là không bao lâu, cũng sẽ lần nữa tiêu tán. Khải Linh cho nó, như rót nước vào giỏ trúc, rót nhanh, dòng nước chảy nhanh hơn. Tốc độ cái trước không đuổi kịp cái sau, liền vĩnh viễn không có khả năng thành công, trương phong này, không chỉ hoàn thành, còn để nó đi bảy bước, quả thực thủ đoạn mạnh mẽ. Đi tới trước mặt, tay đưa tới tiếp xúc, nguyên thần khẽ động, một đạo ý niệm tuôn vào, trong chốc lát, Trương Huyền như rơi vào một môi trường đen kịt, không có ánh sáng, đưa tay không thấy năm ngón, ngay cả thần thức cũng tỏa không ra. Nhẹ nhàng điểm một cái, một tia sáng từ đầu ngón tay dọi đến, chẳng qua ánh sáng còn không có triệt để lan ra, liền cảm thấy một cỗ hấp lực to lớn không ngừng thôn vệ lấy tia sáng bốn phía. Giống như bốn phía đều là tinh huy thạch, ngọn lửa chỉ có thể xoay quanh ở đầu ngón tay, chiếu không tới chỗ khác xa hơn. Hô! Tinh thần khẽ động, nguyên thần quay về thân thể lần nữa mở mắt trương huyền thở ra một hơi quả thực rất khó so với trước đó khải linh công hội còn muốn khó khăn gấp mấy lần coi như thực lực bây giờ muốn làm được cũng không quá dễ dàng thế nào lạc huyền thanh nhìn lại có thể mang ta đi nhìn thư tịch khải linh sư bát tinh hay không ta hơi nghi hoặc một chút tạm thời không nghĩ ra cần đọc sách mới có thể giải quyết trần chờ một chút trương huyền nói hiện tại hắn chỉ nhìn qua thư tịch thất tinh bát tinh còn không có học qua chỉ cần có đầy đủ sách nhìn ngưng tụ thành thiên đạo pháp quyết trở thành thánh tử hẳn có thể tùy tiện hoàn thành đọc sách lạc huyền thanh mỉm cười chỉ cần thông qua khảo hạch bát tinh trở thành khải linh sư bát tinh muốn nhìn sách gì tùy tiện nhìn không có hạn chế như vậy người trước đi qua ta vừa vặn có chút việc muốn làm tốt nghe thấy đơn giản trương huyền không nói thêm lời đi vào công hội. Nơi này cùng điểm khảo hạch trận Pháp Sư lúc trước có chút tương tự, không có mấy người, có vẻ cực kỳ vắng vẻ, rất mau tới trước đài, tìm phục vụ viên lấy ra huy chương của mình, đưa tới. Trương Sư, mời tới bên này. Nhân viên phục vụ là nữ hài khoảng 20 tuổi, sau khi biết thân phận có vẻ tương đối niềm nở, rất nhanh liền dẫn hắn tới lân cận tàng thư các. Thư tịch liên quan Khải Linh Sư Thất Tinh, tất cả đều ở đây. Số lượng rất nhiều, nếu như cần kiểm tra cái gì, nói trước một tiếng, ta có thể giúp ngươi tìm. Không cần, cảm ơn. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền không tiếp tục để ý cô gái này, đi thẳng vào. Công hội ở Thanh Nguyên thành tương đối thấp cấp, thư tịch hơi ít, trước khi khảo hạch bát tinh, nhìn xem thư tịch thất tinh, để cho kiến thức của mình càng thêm củng cố. Đi vào phòng, quả nhiên thấy được vô số thư tịch, đứng sừng sững ở trước mắt. Thiếu hụt, trong lòng hơi động, dầm dầm thư tịch nhao nhao xuất hiện ở trong óc. Ừm, thế nào tốc độ so trước đó nhanh? Trương Huyền sướng sờ. Trước đó ánh mắt đảo qua, đồng dạng có thể thu thập, nhưng mà mỗi lần đều có chút đình trệ, nói cách khác ánh mắt đảo qua ba giá sách, thư viện nhiều nhất tạo ra hai hàng. Mà bây giờ nhìn ba hàng, tạo ra ba hàng, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Thư viện chưa từng xuất hiện biến động, ta cũng không có hôn mê, hẳn không phải là phát sinh thuế biến chương 2603, Thư viện Thuế Biến 2. Suy nghĩ trong đầu không ngừng lóe lên. Sau khi ở danh sư học viện nhìn thấy Lạc Nhược Hy, Thư viện từng phát sinh qua một lần Thuế Biến, trước đó cần dùng tay chạm đến, mới có thể thư tịch thu vào, sau khi Thuế Biến, chỉ cần con mắt quan sát là được. Loại biến hóa trên phạm vi lớn này, để hắn rơi vào hôn mê ba ngày, hiện tại không có xuất hiện loại tình huống này, tốc độ thu thư tịch lại biến nhanh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, mắt Trương Huyền sáng lên. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là hủy đi thiên cơ sư công hội, hủy đi một cứ điểm nhìn trộm thiên đạo, tương đương hủy đi một tập thể phạm tội, một khối u ác tính. Tốc độ biến nhanh, có thể có liên quan đến hay không? Chẳng lẽ chơi đùa thiên cơ sư, còn có ban thưởng? Mắt Trương Huyền sáng rực lên. Mặc dù thiên đạo thư viện rất nghịch thiên, nhưng nếu như có thể lần nữa tấn cấp, Đối với thực lực của hắn tăng lên, nhất định có chỗ tốt rất lớn. Xem ra sau này phải tìm cơ hội, diệt mấy thiên cơ sư công hội a. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cụ thể có phải nguyên nhân này hay không, còn cần khảo chứng. Tốc độ đọc sách tăng nhanh, lúc đầu cần 3 canh giờ mới có thể xem xong thư tịch, hai canh giờ liền hoàn toàn thu vào trong óc, biến thành kiến thức của mình. Lần nữa trở lại đại sảnh, tìm được nhân viên phục vụ Ta muốn khảo hạch Khải Linh sư Bát Tinh, không biết cần trình tự nào. Muốn quan sát thư tịch Bát Tinh, đầu tiên phải khảo hạch cấp bậc đối ứng. Khải Linh sư Bát Tinh. Ánh mắt Nữ hài lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Khảo hạch Khải Linh sư cực kỳ đơn giản, không giống luyện đan sư, luyện khí sư phiền toái như vậy, chỉ cần ngay ở trước mặt trưởng lão, Khải Linh khôi lỗi cấp 8 là được. Làm phiền. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Nữ hài dẫn đường rất nhanh tới một đại điện. Trưởng lão phụ trách khảo hạch là lão giả hơn 60 tuổi, đã đạt đến bát tinh. Khôi lối cùng trước đó ở Thanh Nguyên Thành nhìn thấy có chút tương tự, kết cấu đơn giản, khảo nghiệm lĩnh ngộ ở chức nghiệp Khải Linh, đi tới trước mặt, Trương Huyền ấn tay lên. Nguyên thần lóe lên, một đạo ý niệm tiến vào bên trong, thời gian không dài, triệt để nhen lửa. Khôi lối cấp 8 này, thuộc về cấp thấp nhất, giống như khảo hạch trận pháp sư bát tinh bố trí trận pháp chỉ cần nắm giữ năng lực đột phá, đều có thể thuận lợi thông qua. Đây là huy chương bát tinh của ngươi. Không nghĩ tới vị này một lần liền thông qua khảo hạch, lão giả cũng giật mình, rất nhanh liền xin được huy chương đưa tới. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đi tới vị trí tàng thư khố của Khải Linh sư Bát Tinh, tiếp tục quan sát. Sau 3 canh giờ, Trương Huyền ra khỏi phòng. Mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng đã nắm giữ toàn bộ công pháp Khải Linh Bát Tinh, lĩnh ngộ đối với nghề nghiệp này thuận lợi đạt đến bát tinh đỉnh phong trương sư thế nào vừa đi ra tàng thư khố thì thấy lạc huyền thanh tiến lên đón ừm không có gì bất ngờ xảy ra nhẹ gật đầu trương huyền trả lời đột nhiên dừng lại trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước cái này là cái tình huống gì chỉ thấy trước mắt ba canh giờ trước đại điện còn huy hoàng cao vút giờ phút này đã đổ sụp xuống bốn phía bốc lên khói trắng nha ta tìm triệu trưởng lão giúp một tay củng cố nguyên thần. Ai biết người này thủ đoạn quá yếu, dẫn đến nguyên thần lao ra, không có khống chế, liền biến thành như vậy. gãi đầu một cái, lạc huyền thanh mang theo lúng túng nói, củng cố nguyên thần có thể biến thành như vậy. trương huyền ngẩn người. vừa rồi người này nói muốn tới khải linh sư công hội có một số việc, hắn liền đoán được, có thể muốn tìm người giúp một tay củng cố nguyên thần để xung kích động hư kiếp vốn cho rằng cái này rất đơn giản nằm mơ cũng không nghĩ đến lại phá hủy điện đường của người ta có cần đi đến chỗ nào phá hư chỗ đó hay không làm như vậy rất mất mặt được không là cái điện đường này thiết kế không tốt kiến trúc không chắc khoát tay áo lạc huyền thanh khẽ nói vẻ mặt không liên quan gì tới ta lạc huyền thanh người có xấu hổ hay không lời còn chưa dứt liền nghe một thanh âm gầm thét vang lên ngay sau đó liền thấy mấy người nổi giận đùng đùng đi tới. Đi đầu là một thanh niên, 28, 29 tuổi, bộ dáng có chút tương tự Trương Thuần. Trương Phong, người có ý tứ gì? Người tới hai lần, đều biến thành như vậy, từ hôm nay trở đi, Khải Linh Sư Công Hội ta không hoan nghênh ngươi, nếu như còn dám bước vào nửa bước, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Phong cắn răng nói, không khách khí, kiến trúc công hội của các ngươi chất lượng quá kém, liên quan quái gì đến ta? Lạc Huyền Thanh nói, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải nguyên thần của ngươi không khống chế được, sẽ biến thành như vậy. Ngươi chính là phá hư vương. Bàn tay hất lên, Trương Phong tiến về phía trước một bước. Hiện tại ta liền ban bố khải linh lệnh, chỉ cần ngươi còn dám bước vào nơi này, tất cả khải linh sư có thể trực tiếp tiến công, quyết không lưu tình. chương 2604, Lạc Huyền Thanh nổi khủng một. Nghe được đối phương nói, vẻ mặt của Lạc Huyền thanh lập tức trở nên tái mét, khí tức hùng hồn trên người bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra. "Tin hiện tại ta liền phế ngươi hay không?" Hắn ở Thánh tử điện, một đường nhiên ép mà đến, người nào dám nói như vậy với hắn? Xem như ca ca hắn Trương Thuần, cũng không dám như vậy. "Phế ta? Động thủ xem, mặc dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng đừng quên, đây là Khải Linh sư công hội, thân là thánh tử của công hội." có thể tùy tiện hiệu lệnh vô số khôi lỗi cùng ngươi chiến đấu. Trương Phong cười lạnh. Khải Linh sư công hội, đầu đầu cũng có khôi lỗi, một khi Khải Linh, vạn vật thành binh, thực lực đối phương mạnh lại như thế nào. Ở đây, chỉ cần nắm giữ thân phận thánh tử, chẳng khác nào vô địch, thánh vực bát trọng, cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về, không dám làm càn. Ngươi, tức giận đến hô hấp dồn dập, hàm răng của Lạc Huyền thanh cắn khanh khách vang vọng. Ta làm sao? Ta bằng vào thực lực của mình ở Khải Linh sư công hội, đạt được địa vị, không giống ngươi, ỷ vào mình là người lạc gia, tùy ý làm bậy, khắp nơi phá hư. Nếu như không phải anh ruột của tiểu công chúa, ngươi cảm thấy trương gia chúng ta, thậm chí thánh tử điện sẽ khoan dung ngươi đến bây giờ sao? Chỉ sợ sớm đã băm cho cá ăn." Hất ống tay áo, Trương Phong hừ lạnh. "Còn có, hy vọng ngươi trở về nói cho tiểu công chúa, thiên tài tuyệt đỉnh của Trương gia chúng ta có thể cưới nàng, là vinh hạnh của nàng." nếu như còn dám thay đổi dung mạo, thay đổi họ tên chạy loạn, đừng trách chúng ta không khách khí. Vinh hạnh, không khách khí, ha ha. Lạc Huyền Thanh còn chưa kịp nói chuyện, Trương Huyền ở một bên nhịn không được nhìn lại. Đến, ngươi cùng ta nói một chút, đến cùng có bao nhiêu vinh hạnh, lại không khách khí như thế nào. Có thể lấy được Lạc Nhược Hy là phúc phận đã tu luyện mấy đời, tên tiểu thiên tài kia trang bức không xuất hiện, các người cưỡng ép thông ra, không để ý cảm thụ của người trong cuộc, ngược lại cũng thôi, thân là người trương gia, thế mà còn nói ra loại lời này, quả thực vô lễ tới cực điểm. Lúc đầu, Lạc Huyền Thanh phá hư, hắn cũng cảm thấy hơi quá, dù sao quá không cẩn thận, mình coi như cũng phá hư, nhưng đều có chừng mực, tựa như thiên cơ sư công hội vừa rồi. Được rồi, đừng nói nữa, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, đó là thư viện làm. Người chửi Lạc Huyền Thanh, không gì đáng trách, thế mà nói Lạc Nhược Hy như vậy, thực sự nhẫn không được ngươi là ai nơi này có địa phương ngươi chen vào sao không nghĩ tới mình đang quát tháo bị một tiểu gia hỏa không biết tên sen mồm con mắt của trương phong trợn lên không cần phải để ý đến ta là ai ta chỉ muốn hỏi một chút nếu như tiểu công chúa không đáp ứng cùng các ngươi thông gia các ngươi không khách khí như thế nào trương huyền tiếp tục nói hừ ngươi cảm thấy nàng dám không đáp ứng sao tiểu công chúa hừ xưng hô trước mặt người ngoài mà thôi ở trước mặt trương gia chúng ta thật không tính là cái gì. Trương Phong cười lạnh, Người nói lại cho ta nghe. Khí tức trên người lạc huyền thanh trong nháy mắt tiết ra, một cỗ khí lưu sông thẳng lên trời, giống như bầu trời cũng bị xé rách. Đối phương chế diễu hắn cũng không có gì, nhưng mà nói muội muội của hắn tuyệt đối không được. Lặp lại lần nữa thì sao? Cái gì chó má tiểu công chúa, băng thanh ngọc khiết, chỉ là ngoài miệng nói một chút. Ta nhổ vào rõ ràng cùng thiên tài của chúng ta có hôn ước, còn chạy ra bên ngoài, cùng nam nhân khác câu tam đáp tứ, thật sự là có nhục gia phong. Trương Phong cười lạnh, người nói bậy, lạc huyền thanh gầm thét, người đã xông ra ngoài, thân ảnh như đạn pháo, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của đối phương. Âm ầm bàn tay lăng không chảo một cái, lực lượng hung mãnh nhìn ép ra, không khí trước mắt trong nháy mắt nổ tung lên. Hừ, chuyện này chính xác trăm phần trăm, lạc ra các ngươi đã chiếm được tin tức vài ngày trước liền phái mấy vị trưởng lão tới không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại tiểu công chúa hẳn là còn bị cấm túc thân thể nhoáng một cái trương phong tránh né công kích của hắn một bên lui về phía sau một bên mặt mũi khinh thường thế nào làm ra được còn không cho người nói cũng chỉ có kakata mỗi ngày đần độn cảm thấy nàng rất tốt nếu là ta khẳng định đã sớm chạy tới chất vấn Người tự tìm cái chết trong mắt đỏ hoe thân ảnh của Lạc Huyền Thanh rất nhanh, bàn tay nhấn một cái, không khí bốn phía ngưng động, chèn ép Trương Phong không thể trốn tránh. Bành! Lực lượng hùng hồn, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của hắn. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Trương Phong bay ngược ra ngoài. Dù thực lực của hắn không tệ, nhưng cũng chỉ tương đương đám người bích hồng âm, so với Lạc Huyền Thanh trước đó, cũng có chút tranh lệch, huống chi sau khi đột phá. Chỉ một chiêu liền bị trọng thương. Lạc Huyền Thanh, đây là người tự tìm cái chết. Trương Phong ngã dầm trên mặt đất, xoay người lên, con mắt biến thành đỏ thấm, bàn tay lăng không chảo một cái. Đánh chết cho ta hắn. Phần Phật, nương theo quát tháo, trước mắt lập tức nhiều hơn mười mấy khôi lỗi. Những khôi lỗi này không phải cơ quan thiên công, cũng không phải pháp bảo luyện khí, mà là một chút bảo vật đặc thù được khải linh, thoạt nhìn không có cấp bậc gì, nhưng mà thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là một hỏa diếm cự nhân, thân cao 4 mét, vừa xuất hiện không gian bốn phía liền bị sấy vặn vẹo. Còn có một cự nhân cương thiết, không biết là tài liệu gì luyện chế thành, cực kỳ chắc chắn, xem như thánh khí thượng phẩm muốn phá vỡ, chỉ sợ cũng cần tiêu tốn công phu cực lớn. Lạc huyền thanh đối phó Trương Phong, có thể nhẹ nhõm nghiền ép, nhưng mười mấy khôi lỗi này đột nhiên xuất hiện, lập tức trở nên luống cuống tay chân, có chút không xuể. Trương 2605, Lạc huyền thanh nổi khủng hai. Đáng ghét, Vẻ mặt biến thành màu đen, tức giận gào thét, Lạc Huyền Thanh không che giấu lực lượng trong cơ thể nữa. Xoẹt, thực lực nửa bước động hư cảnh triệt để phóng thích ra, không gian bốn phía có chút vặn vẹo, chân khí tàn phá bừa bãi bắn ra, địa phương vốn đã đổ sụp, ở dưới lực lượng khổng lồ trùng kích, trở nên càng thêm hỗn loạn. Nguyên bản hắn còn muốn che giấu tu vi, đợi thời điểm cùng Trương Thuần chiến đấu đột nhiên bạo phát, đánh đối phương một hồi, giờ phút này bị đối phương chọc giận kìm nén không được thình thịch thình thịch bành. Động hư cảnh cùng nhập hư cảnh, mặc dù chỉ kém một tiểu cấp bậc, thế nhưng tương đương với hai thế giới, lực lượng của nửa bước động hư thi triển ra, rất nhiều khôi lỗi giống như lập tức rơi vào vũng bùn, muốn dẫy dụa, lại không cách nào chạy ra. Tạch tạch, bàn tay đè ép xuống dưới, núi sông nứt gấy, sông lớn khô cạn, mười mấy khôi lỗi không có chống được một cái hô hấp, toàn bộ đồng loạt nằm dạp trên mặt đất, từng cái không ngừng gào thét, không cách nào lại gần chút nào. Ngươi, không nghĩ tới, thực lực của vị trước mắt này đã đạt đến loại cảnh giới đó, con ngươi co rụt lại, Trương Phong vội vàng lui về phía sau. Không nói rõ ràng cho ta, ngươi trốn được sao? Khí dài một tiếng, Lạc Huyền Thanh giống như cự long hình người, bỗng nhiên bước ra một bước, không gian trước mắt như mặt nước bị đá ném vào, dập dờn ra vô số gợn sóng. Bành, gợn sóng đập ở trên người Trương Phong, như bị đại trùy đánh trúng, lần nữa phun ra máu tươi, lập tức từ không trung rơi xuống phần phật đánh đối phương từ không trung rơi xuống lạc huyền thanh tiến về phía trước một bước thời gian nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt trương phong một chân đạp lên đầu nhìn tốc độ cùng lực lượng lần này đánh chúng không chết cũng không sai biệt lắm đối phương sỉ nhục nguội muội của hắn hắn triệt để nổi giận cái quy củ gì hậu quả gì tất cả đều không cần quản rồng có phải ngược chạm vào hẳn phải chết thật mạnh mẽ lúc đầu trương huyền ý định xuất thủ nhưng nhìn thấy anh vợ xông tới cuối cùng vẫn ngừng lại hiện tại hắn còn chưa tiện cho thấy thân phận lại nói không tế gia thanh long thú muốn vượt qua người này cũng không quá dễ dàng đương nhiên nếu như anh vợ chịu thiệt khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt người này không nói cái khác chỉ xỉ nhục nhược hy liền tội đáng chết vạn lần ai cũng không cứu được ngươi nhìn thấy uy thế của một chân kia đá tới Trương Phong sợ hãi, không dám tiếp tục giữ lại, mạch máu trong người đột nhiên kích phát. Âm âm, thời gian phảng phất trở nên chậm lại, cũng giống như tốc độ của hắn biến nhanh, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, thời gian nháy mắt xuất hiện ở hơn mấy mét, miễn cưỡng tránh thoát một chân cuồng bạo. Âm âm, bàn chân rơi trên mặt đất, dâng lên vô số đá vụt, một hố to đường kính hơn 30 mét xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc Huyền Thanh, người điên rồi. Trương Phong dọa đến rụt cổ một cái, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Lúc đầu mặc dù nơi này sập, nhưng chỉ cần tìm được người giỏi tay nghề, còn có thể xây dựng rất nhanh, nhưng đập ra một cái hố to như vậy, mặt đất bị hủy diệt, còn xây dựng lại thế nào? Có thể nói, đã triệt để phế bỏ. Ừm, um, chẳng muốn trả lời hắn, Lạc Huyền thanh căn bản không quản đối phương có phải vận dụng lực lượng huyết mạch hay không, thân ảnh chợt lóe, lần nữa xuất hiện ở trước mặt đối phương năm ngón tay mở ra, bàn tay in lên. Một trường này, như che chắn toàn bộ không gian, lại như trong nháy mắt kéo hắn vào một động thiên đặc thù, Trương Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khí tức trong cơ thể bị ép sắp bùng nổ. Trường lực còn chưa tới trên người, máu tươi liền phun ra. Dù vận dụng lực lượng huyết mạch, nhưng vẫn không cách nào bù đắp tranh lệch giữa hai người. Người đột phá khi nào? Sao lại mạnh như vậy? Da đầu nổ tung, Trương Phong tràn đầy hối hận đã sớm biết người này, nhắc tới muội muội liền vỡ tổ, mình cần gì đi chọc hắn. Không phải tìm kích thích cho mình sao? Vận chuyển lực lượng huyết mạch, lần nữa có rụt về phía sau, rốt cục tránh thoát bàn tay đối phương đánh tới. Âm âm, mặt đất xuất hiện một cái trưởng ấn to lớn, kiến trúc bốn phía còn không có sụp đổ, lắc lư mấy lần, tượng đá chấn thủ trước đó đứng sừng sững ở cửa ra vào, lực lượng khổng lồ trùng kích vào, cũng không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã vào trong hố, lạc huyền thanh ta là thánh tử của một chức nghiệp người dám đả thương ta chẳng khác nào đối nghịch cả nghề nghiệp này về sau nhất định đối mặt đuổi giết vô cùng vô tật lạc gia cũng không cách nào bảo vệ ngươi thấy đối phương vẫn giống như cuồng sư sông lại trương phong thật sợ ra sức gào thét vậy liền để bọn họ đuổi giết coi như đuổi giết cũng là ngươi chết trước ầm ầm lần nữa gào thét không gian trước mắt lạc huyền thanh giống như tan biến lắc người một cái lại xuất hiện ở trước mặt đối phương, lại một trường đánh xuống. Lần này triệt để cầm giữ bốn phía, không gian giống như biến thành thể rắn, căn bản không có cách nào di động, coi như người sau sử dụng thiên phú trương gia cũng không cách nào thoát khỏi. Náo đủ chưa, lạc huyền thanh, đừng khinh người quá đáng. Âm âm, ngay thời điểm bàn tay sắp rơi vào trên đầu trương phong, một tiếng hét lớn vang lên, ba lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người, một vị trong đó duỗi tay ra, một đạo quang mang ngăn ở phía trước, ngăn lực lượng của Lạc Huyền Thanh ở bên ngoài. chương 2606, Lạc Nhược Hy bị cấm túc một. Thánh vực bát trọng, ánh mắt của Trương Huyền lập tức nheo lại. Tiện tay một chiêu, đã có thể giáo huấn Lạc Huyền Thanh, lại có thể bảo vệ Trương Phong lông tóc không thương, diệu đến đỉnh phong, thực lực hai người khác, hắn không biết, nhưng vị xuất thủ này, tuyệt đối đạt đến thánh vực bát trọng động hư cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Loại thực lực này, ở đại lục cũng được cho đỉnh tiêm, ở đâu cũng có thể khai tông làm tổ, uy chấn một phương. Bành, bị lực lượng phản chấn, khuôn mặt của Lạc Huyền Thanh tái đi, liên tục lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía ba người trên không, khuôn mặt khó coi. Hắn cùng Trương Phong vô luận tranh đấu như thế nào, cũng là vãn bối đọ sức, đối phương thân là trưởng lão, lại cưỡng ép nhúng tay, rõ ràng vi phạm quy củ của Thánh Tử Điện. Ba vị trưởng lão, Trương Phong nhục muội muội của ta, không dậy dỗ một hồi, thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Lạc huyền thanh gầm lên giận dữ, con mắt chừng giống như chuông đồng. Đủ rồi. Lão giả xuất thủ sắc mặt âm trầm. Lạc huyền thanh, trong mắt của ngươi còn có khải linh sư công hội, còn có thánh tử điện không? Nể tình mặt mũi tiểu công chúa cùng lạc ra, tùy ý ngươi dỡ xuống kiến trúc không nói gì, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải triệt để diệt khải linh sư công hội chúng ta mới từ bỏ ý đồ? ta không có ác ý gì với Khải Linh Sư, là Trương Phong tự mình tìm cái chết, giết hắn, ta sẽ cho Trương ra cùng Thánh Tử Điện một câu trả lời, mong ba vị trưởng lão đừng ngăn cản. Tiến về phía trước một bước, Lạc Huyền Thanh siết chặt nắm đấm. Đối phương sỉ nhục muội muội như vậy, bỏ qua mà nói, thực sự nghẹn không được cơn giận này. Làm càn, Trương Phong là Thánh Tử của Công hội chúng ta, người ra tay với hắn, là miệt thị toàn bộ Công hội chúng ta. Cút ngay, có thể không so đo, nếu không coi như ngươi là người lạc gia cũng sẽ để ngươi đánh đổi thảm liệt một vị trưởng lão khác lớn tiếng quát tháo hai mắt như điện làm học sinh hủy điện đường thành như vậy còn muốn động thủ để hắn tức giận sắp bùng nổ người uy hiếp ta lạc huyền thanh ta không sợ nhất là uy hiếp hai mắt nheo lại lạc huyền thanh quát to một tiếng khí tức trên người lần nữa nhen lửa hắn dường như ý định vận dụng lực lượng huyết mạch dù đối phương có trưởng lão thủ hộ cũng muốn để đối phương trả giá cả đời khó quên. Người này là tên điên. Nhìn thấy cử động của hắn, con người của Trương Phong co lại, thân thể kìm lòng không được phát run. Đổi lại những người khác, trưởng lão ra mặt, khẳng định sẽ mượn cơ hội xuống đài, không nói thêm nửa câu nói nhảm, vị trước mắt này ngược lại tốt, không lùi bước mảy may, còn ý định thần chặn giết thần Phật chặn giết Phật. Quả thực là tên điên, một khi điên cuồng lên, hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Lạc huynh, còn lại giao cho ta xử lý đi. Ngay thời điểm ba vị trưởng lão cùng Trương Phong đều âm thầm cảnh giác, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón chiến đấu, một bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trên bờ vai Lạc Huyền Thanh. Đám người vốn cho rằng, nói chuyện với gia hỏa nổi khùng như vậy, tất nhiên sẽ bị đánh hoàn toàn thay đổi, ai cũng nhận không ra, lại thấy khí thế của người sau tuôn trào ra, lập tức như thủy triều lui xuống. Cái này, mọi người nháy con mắt, tất cả đều không hiểu ra sao tính tình cùng thực lực của gia hỏa kia vừa rồi liền thể hiện hết sức rõ ràng như là thuốc nổ trừ muội muội của hắn một khi nhen lửa thì không cách nào khuyên nhủ thanh niên trước mắt này chẳng qua 20 tuổi chỉ nói một câu liền để hắn khống chế lại lực lượng bùng cháy đến cùng lai lịch như thế nào có thể để cho hắn nghe lời như vậy trương sư không để ý tới đám người giật mình lạc huyền thanh xoay đầu lại nhìn về phía thanh niên ở sau lưng vỗ bả vai hắn chính là trương huyền cũng không phải hắn muốn áp chế lực lượng, mà là đối phương duỗi tay ra, vừa vận đặt ở trên mệnh môn kích hoạt huyết mạch, áp chế huyết mạch xuống. Yên tâm, ta sẽ thay tiểu công chúa đòi lại lẽ phải. Biết đối phương nghĩ cái gì, mắt trương huyền sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía ba vị lão giả ở trên không. Ba vị tiền bối, đây là ân oán giữa lạc huyền thanh lạc huynh cùng trương gia, mong các người không nên nhúng tay. Tiểu tử, người có biết đang nói chuyện với ai không? trưởng lão trước đó quát tháo lần nữa hét lớn. Mặc kệ các ngươi là ai, ta chỉ nói một lần, tránh ra, để Lạc Huynh và Trương Phong đánh một trận, ta bảo đảm đánh không chết, chuyện này cứ tính như vậy, nếu không trên mặt mọi người rất khó coi. Khoát tay áo, Trương Huyền nói. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng sẽ không sợ phiền phức, Trương Phong miệng tiện như thế, ngang nhiên chửi bới danh dự của bạn gái mình, không đánh một trận, coi như hắn tính tình khá hơn nữa, cũng không cách nào dẹp lửa giận. Từ trước đến nay, hắn đều cực kỳ khiêm tốn, hơn nữa loại phẩm chất ưu tú này đã hòa vào cốt tủy, nhưng gặp được loại sự tình này thực sự không nhịn được, kiêu căng một lần cũng không quan trọng. Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới một gia hỏa 20 tuổi lại ngạo mạn như vậy, ba vị trưởng lão tất cả đều giận quá mà cười. Ở thánh tử điện mấy trăm năm, gặp qua không ít thiếu gia lợi hại, cũng đã gặp không ít thiên tài thiên tư chắc tuyệt, nhưng mới đến học viện liền dám cùng trưởng lão nói chuyện như thế còn là lần đầu tiên thấy. Người cho rằng mình là ai? Điện chủ ư? Thiên nhận danh sư sao? Ngày hôm nay chúng ta ngăn ở nơi này, người dám làm tổn thương Trương Phong một sợi lông, là đối nghịch Khải Linh sư công hội chúng ta, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước đó lão giả nói chuyện mắt sáng lên, khẽ nói. Bọn họ xuất thủ, nếu lại mặc cho đối phương đánh thánh tử một hồi, mặt mũi của Khải Linh sư công hội ở đâu? Uy nghiêm ở đâu? Tốt a, à, các ngươi đã không muốn đi, vậy ta liền không khách khí. Thanh Long thú, đánh ba cái cản đường nằm xuống cho ta. Giống. Tiếng nói kết thúc, một địa ngục Thanh Long thú to lớn bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, gào lên một tiếng, thẳng tắp phò tới ba vị trưởng lão. Chương 2607, Lạc Nhược Hy bị cấm túc hai. A. À, không nghĩ tới đột nhiên thả ra thánh thú cường đại như vậy, tam đại trưởng lão đều giật nảy mình còn chưa kịp phản ứng liền thấy thánh thú lăng không đưa tay về phía trước xoẹt không gian trước mắt lập tức bị xé nứt xuất hiện một khe rãnh đen kịt lực lượng cuồng bạo hung mãnh thời gian nháy mắt nghiền ép mà tới nếu như nói trước đó lạc huyền thanh công kích để cho người ta rung động nhưng so sánh với thanh long thú trước mắt cái gì cũng không bằng căn bản không ở cùng một cấp bậc cái gì thánh vực bát trọng đỉnh phong con người thu hẹp sắc mặt ba vị trưởng lão trở nên trắng bệch, không dám bảo lưu, lập tức dùng ra toàn lực công kích. Thánh vực bát trọng động hư cảnh, dính dáng lĩnh ngộ không gian, mỗi một tiểu cấp đều tranh lệch cực lớn. Đối phương thân là thánh thú đỉnh phong, xem như danh sư cấp bậc tương đồng tới, cũng chưa chắc có khả năng chống lại, huống chi bọn họ chỉ là khải linh sư sức chiến đấu không mạnh. Trong nháy mắt, đủ loại lực lượng sao động, tựa như mưa to, vô số khôi lỗi từ không trung xuất hiện, ngay sau đó một cái tiếp một cái giống như pháo bông nổ tung. Địa ngục thanh long thú, mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ chiêu số gì, nhưng lực lượng cường đại cùng phòng ngự vô địch, lại hoàn toàn nghiền ép đối phương. Không đến 10 cái hô hấp, ba trưởng lão liền miệng sùi bọt mép, từng cái đầu cắm vào trên mặt đất, không ngừng run rẩy, thân thể cứng ngắc. Dù thực lực bọn hắn cực mạnh, nhưng so sánh với thanh long thú vẫn kém quá nhiều. Hô! Sau khi đánh bại ba vị trưởng lão, thanh long thú lại vồ một cái, Trương Phong liền bị bóp ở trong lòng bàn tay. Xin lỗi. Chắp hai tay sau lưng, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn lại, mặc dù thanh âm bình thản, lại mang theo uy nghiêm không cho cự tuyệt, như chỉ cần đối phương không đáp ứng, sẽ lập tức bị bóp thành thịt vụn. Ta, vẻ mặt Trương Phong trắng bệch, hàm răng cắn ra máu tươi. Ta nói chính là sự thật, dựa vào cái gì phải nói xin lỗi. Là lạc gia tiểu công chúa chính miệng thừa nhận, đã có người ưa thích, muốn xóa hôn ước với trương gia, chuyện này, cao tầng lạc gia cùng cao tầng trương gia tất cả đều biết, không phải ta nói bậy. Nếu như không tin, có thể để cho lạc huyền thanh đưa tin về gia tộc hỏi thăm một chút. Người nói láo, nếu muội muội ta quả thật có người thích, ta làm sao có thể không biết. Trên đầu lạc huyền thanh nổi lên gân xanh. Khủ khủ, lạc huynh, đừng kích động như vậy. Trương huyền ngăn lại lạc huyền thanh sắp nổi khùng. Đối phương không tin người này nói thật, hắn lại biết không phải nói dối. Nhược Hy đáp ứng làm bạn gái của mình, nói chuyện này cho gia tộc, không có ý định cùng Trương gia thông gia. Cũng có khả năng phát sinh. Bạn gái của hắn, hắn biết rất rõ ràng, mặc dù bình thường trầm mặc ít nói, không muốn nói nhiều, nhưng mà thời khắc mấu chốt nắm giữ năng lực quyết định rất mạnh. Cũng giống như mình, chỉ nhận định sự tình tuyệt sẽ không lùi bước cùng hối hận, dù phía trước khó khăn tầng tầng, dù có ngàn vạn người ngăn cản, cũng không sợ hãi chút nào, mảy may không ngừng nghỉ. Người mới vừa nói người lạc gia đã tới, có khả năng tiểu công chúa bị cấm túc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhớ tới trước đó đối phương nói, Trương Huyền nhíu mày nhìn qua. Nếu như đối phương thật bởi vì mình mà bị oan ức, thân là nam nhân, bất kể như thế nào cũng phải ra tay giải cứu. Ngay cả bạn gái cũng bảo vệ không tốt, còn làm danh sư gì? Thành cường giả gì? Là như vậy, nửa tháng trước một vị trưởng lão của trương gia chúng ta theo thông lệ đưa tới xính lễ, tiểu công chúa tự mình cự tuyệt, hơn nữa nói cho hắn biết, đã có người ưa thích, sẽ không cùng trương gia thông gia, mong đối phương chuẩn bị sớm. Trương Phong bị thanh long thú bóp ở trong lòng bàn tay, biết không trả lời, liền có khả năng bị giết chết, cắn răng, nói ra toàn bộ sự tình mình biết. Sau đó một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cao tầng trương gia cùng cao tầng lạc gia biết được chuyện này sau đó lạc ra phái trưởng lão tới cấm túc tiểu công chúa cái này thân thể trương huyền run lên lấy thông minh tài trí của nhược hy hẳn phải biết nói ra đã có người thích sẽ xuất hiện kết quả như thế nào dù vậy vẫn không chút do dự nói ra sẽ tiếp nhận bao nhiêu áp lực tâm lý cấm túc ở nơi nào nắm đấm siết chặt vội vàng nhìn qua ta cũng không biết đây cũng là ta nghe một vị trưởng lão trong tộc nói trương phong vội vàng giải thích Ngươi nói bậy, muội muội ta tuyệt không có khả năng có người thích, ai có thể xứng được với nàng. Lạc Huyền Thanh vẫn không tin. Khụ khụ. Thấy hắn cố chấp như thế, Trương Huyền nhịn không được nhìn lại. Lạc huynh, đừng có gấp, mặc dù tiểu công chúa ưu tú, nhưng cuối cùng có người có thể xứng với. Có người? Con mắt chợt lóe, Lạc Huyền Thanh nhìn qua. Ngươi sao? Chương 2608, hắn đang khiêu vũ với tượng đá một. Ta Trương Huyền gật đầu. Hiện tại hắn rất muốn thừa nhận, bạn trai của muội muội đối phương là hắn. Bất quá, lời đến khóe miệng vẫn như cũng ngừng lại. Còn chưa nói ra mình, cũng đã để Trương ra, lạc ra nát bét, thật muốn nói ra, tất nhiên sẽ thành mục tiêu công kích. Khẳng định sẽ thừa nhận cùng lạc nhược hy tình cảm lưu luyến, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Đầu tiên nếu có một thân phận quang minh chính đại, có thể chống lại trương gia lại nói, như vậy lạc nhược hy cũng có thể cho gia tộc một câu trả lời, nếu không, cho người khác biết ưa thích người, chỉ là người bình thường từ tiểu vương quốc đi ra. Chẳng những không có bất kỳ ích lợi, ngược lại sẽ chỉ thêm phiền. Môn đăng nhất định phải hộ đối, nếu không, miệng nhiều người nói chảy vàng, tích hủy tiêu xương, hắn cũng không muốn bạn gái của mình biến thành tồn tại để những người khác thảo luận cùng chửi bới. Trương sư, ta biết ngươi rất nghĩa khí, nhưng hiện tại không có tâm tình nói đùa với ngươi. Thấy thanh niên trước mắt gật đầu, Lạc Huyền thanh khoát tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Phong cách đó không xa. "Ngươi nói là chuyện phát sinh nửa tháng trước. Bọn họ đi tìm động hư hồ lô, vừa đi vừa về, gần như hao phí tiếp cận 20 ngày, nửa tháng trước phát sinh, nói cách khác, vừa rời Thánh tử điện, liền xuất hiện chuyện này, khó trách không biết tin tức." "Đúng." Trương Phong gật đầu. "Trương sư, giao người này cho ngươi, đánh một hồi, đừng để hắn nói bậy." ta đi một chút liền về. Sắc mặt tái xanh, đứng tại chỗ dầu dĩ một hồi, đột nhiên thân thể lạc huyền thanh nhoáng một cái, thẳng tắp bay đi, lời còn chưa dứt, người đã biến mất. Lạc huynh, không nghĩ tới vị này nói đi là đi, trương huyền vội vàng. Bất quá tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, coi như thi triển hành giả vô cương cũng không có khả năng đuổi theo, đành phải dừng lại xúc động đuổi theo, lần nữa nhìn về phía thanh long thú. Được rồi, giáo huấn một lần, không nên giết. Giống, nhẹ gật đầu, thanh long thú đang muốn bóp ra hỏa kia trọng thương, liền nghe một thanh âm lần nữa gào thét lên, ba vị trưởng lão trước đó cắm trên mặt đất, lần nữa bay lên. Vị bằng hữu này, Trương Phong là thánh tử của công hội chúng ta, người tổn thương hắn, tương đương với đối kháng toàn bộ khải linh sư công hội, mong nghĩ lại mà làm sao. Một vị trưởng lão cắn răng nói, hơn nữa, mấu chốt nhất là, quy định thánh tử, là thánh tử điện lưu lại ngang nhiên chống lại là đối nghịch thánh tử điện rất có thể bị khai trừ học tịch khai trừ không sai lạc huyền thanh thân là con cháu hạch tâm của lạc gia tu vi càng đạt đến nửa bước động hư cảnh coi như bị khai trừ cũng không có gì ngươi không giống xem tuổi tác của ngươi năm nay hẳn là mới thi tới tiền đồ còn rất rộng lớn không cần thiết vì chút khí phách mà hủy cả đời lại một trưởng lão nói hủy cả đời ngược lại không đến nỗi Trương Huyền lắc đầu, nhìn lại. Hắn đã là thánh tử, dính dáng quy củ của thánh tử điện, vậy ta y theo quy củ. Ta hiện tại là Khải Linh Sư Bát Tinh, có phải chỉ cần trở thành thánh tử, hắn sẽ bị thay thế, lại đánh thế nào, cũng không tính là không tuân theo quy định hay không. Đương nhiên, nếu như người có thể trở thành thánh tử, coi như đánh chết hắn, công hội cũng sẽ thay người che giấu. Vị trưởng lão này gật đầu. Thánh tử, tồn tại trẻ tuổi đỉnh phong nhất của một chức nghiệp, thật có khả năng thay thế, cùng chức nghiệp giả khác mâu thuẫn, tự nhiên sẽ giúp vị thiên tài này. Thật giống như hiện tại, nếu như Trương Phong không phải thánh tử, bọn họ cũng không có khả năng lao ra. Dù sao, bất kể là huyền thanh hay người này, cũng không phải dễ trêu Cung điện sụp đổ, đối với Khải Linh Sư Công Hội mà nói, không tính là sự tình gì, mấy khôi lỗi Khải Linh liền có thể lần nữa xây dựng, nhưng mà thánh tử bị đánh, mặt mũi liền tổn thương quá lớn. Vậy đơn giản, sống lưng thẳng tắp trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng phiền phước mấy vị cùng ta nói một chút làm sao khảo hạch thánh tử ta đánh hắn xong còn có việc phải làm không có thời gian chậm trễ mục đích tới nơi này là giáo huấn trương phong thay thế địa vị thánh tử của hắn chuyện cho tới bây giờ tránh cũng không thể tránh vậy thì bắt đầu đi dù sao hắn còn cần thân phận điện chủ thánh tử điện đi tìm lạc nhược hy cũng không muốn trước đó liền trở thành mục tiêu công kích tồn tại người người kính sợ cùng kêu đánh. Khảo hạch thánh tử, ba vị trưởng lão đều dựng lên dâu mép, gặp qua ngạo mạn nhưng chưa thấy qua cuồng như thế. Thánh tử một chức nghiệp thuộc về thiên tài trong thiên tài, vị trước mắt này càng phá vỡ vô số ghi chép mới lấy được thành công, vốn còn nghĩ để hắn đại biểu phân bộ thánh tử điện đi tổng bộ khảo hạch hội trưởng hậu tuyển. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến, suýt chút nữa bị người đánh chết không nói, hung thủ còn đòi muốn thay vào. Khải Linh Sư, dù không thuộc về thượng cửu lưu, nhưng cũng nắm giữ truyền thừa hoàn chỉnh, là chức nghiệp đỉnh tiêm trên đại lục, vừa mới thi xong Khải Linh Sư bát tinh, hai ba canh giờ, liền ăn nói ngông cuồng. Ba người chỉ cảm thấy sắp tức đến bể phổi, hàm răng cắn chặt, muốn chửi vài câu, để hắn biết độ khó khảo hạch thánh tử, nhưng nhìn thấy thanh long thú cách đó không xa lườm lườm, không khỏi tròm dâu tung bay, mang theo chút run rẩy. Dường như chỉ cần dám nói nhảm, liền cho bọn hắn một kích khảo hạch thánh tử rất đơn giản, khải linh tượng đá chấn thủ, chỉ cần tượng đá có khả năng di động vượt qua ghi chép trước đó, coi như vượt qua. Cố nén tức giận, một vị trưởng lão nhìn qua. Trương Phong, hắn muốn khiêu chiến địa vị thánh tử của ngươi, có dám nghênh chiến không? Ta bằng lòng nghênh chiến. Cắn răng nhìn qua, Trương Phong gật đầu. Vô duyên vô cớ bị hành hung, mặc dù là lạc huyền thanh làm, cũng cùng người này thoát không được quan hệ. Người này đã tìm kích thích, vậy liền giáo huấn một lần, lấy khải linh chi thuật mình am hiểu nhất, để hắn rõ ràng, cái gì gọi là cường giả chân chính. Vậy thì tốt, mời để trương phong xuống. Vị trưởng lão này chỉ về phía trước. Trước điện, có hai tượng đá, hai vị tùy ý tuyển một cái khải linh, tượng đá ai đi xa hơn, người đó liền chiến thắng, trở thành thánh tử. Thuận ngón tay hắn nhìn, hai tượng đá chấn thủ mặc dù siêu vẹo, vẫn như cũ đứng sừng sững ở cách đó không xa, không có bị tổn thương. Chương 2609, hắn đang khiêu vũ với tượng đá 2. Nghe quy củ đơn giản như vậy, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tùy ý khoát tay áo. Thanh Long thú gật đầu, buông Trương Phong ra, nhưng vẫn cảnh giác nhìn về phía ba người khác, dường như chỉ cần bọn họ dám bất lợi với chủ nhân, tuyệt đối đi đầu tiến lên, đánh thành bánh thịt. Khung tợn nhìn Trương Huyền cùng Thanh Long thú một cái, trong ánh mắt Trương Phong lóe lên một đạo tàn nhẫn thân thể nhoáng một cái đi tới trước mặt một tượng đá, vẫy tay một cái. Bắt đầu đi. Tốt. Không thèm để ý đối phương, Trương Huyền đi tới trước mặt một tượng đá khác. Trước đó hắn liền quan sát qua tượng đá, muốn Khải Linh quả thực không dễ dàng, có điều xem xong thư tịch bát tinh, đối với Khải Linh thuật có lý giải càng sâu, lại muốn thành công, liền không có khó khăn như vậy. Chuẩn bị, bắt đầu. Nương theo trưởng lão hét lớn một tiếng, Trương Huyền cảm thấy cách đó không xa có sóng linh khí, ngay sau đó liền thấy nguyên thần của Trương Phong từ mi tâm nhảy ra, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đi vào trong tượng đá. Không hổ là thánh tử của Khải Linh sư công hội, nguyên thần quả nhiên cường đại. Cảm ứng một chút, Trương Huyền cảm khái. Nguyên thần của đối phương, dù không giống như mình, to lớn vô cùng, nhưng uy lực cực lớn, cho người ta một loại uy áp kịch liệt. Khải Linh liên quan đến lực lượng nguyên thần, càng mạnh, Khải Linh sẽ càng dễ dàng dù tu vi của Trương Phong này kém lạc huyền thanh, Trương Thuần, nhưng bàn về lực lượng nguyên thần mà nói, chỉ sợ cường đại hơn không ít. Xì xì xì. Nguyên thần vừa tiến vào tượng đá chấn thủ, từng đạo lực lượng đặc thù lập tức từ trong đó lan tràn ra, toàn bộ mặt ngoài tượng đá nhiều hơn một phần ánh sáng lộng lẫy, giống như sắp sống lại. Thấy hắn bắt đầu nhen lửa khải linh hỏa diễm, Trương Huyền cũng không lo lắng, minh lý chi nhãn nhúc nhích, cẩn thận quan sát. Không thể không nói, Nhân phẩm của Trương Phong này chẳng ra sao cả, nhưng thủ đoạn Khải Linh quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, nguyên thần đi vào tượng đá, đủ loại thủ đoạn tự nhiên, năng lực Khải Linh sư bát tinh hoàn mỹ thi triển ra, cho người ta một loại vẻ đẹp cùng lực lượng. Ta cũng bắt đầu đi. Thấy đối phương càng lúc càng nhanh, cũng càng trôi chảy, Trương Huyền không do dự nữa, bàn tay sờ lên tượng đá. Xì 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 xì. Ý niệm vừa tiến vào trong, giống như rơi vào hắc ám vô biên vận chuyển công pháp khải linh, nhắm về phía trước một chút. Hỏa diễm lập tức thiêu đốt lên, đồng thời không ngừng lan tràn ra nơi xa. Mở cho ta. Lông mày nâng lên, hỏa diễm thời gian nháy mắt tạo thành một biển lửa, lan tràn ra. Dù ánh sáng hỏa diễm bị tượng đá thôn phệ, nhưng thể tích thực sự quá lớn, vẫn sáng rực ở bốn phía, tựa như triệt để xua tan hắc ám. Không tính quá khó. Thấy Khải Linh thành công, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm lấy giỏ trúc mà múc nước, chỉ cần tốc độ đổ nước rất nhanh, vẫn có thể rót đầy. Sau khi học tập thiên đạo Khải Linh bát tinh, tốc độ Khải Linh của hắn so với trước đó nhanh hơn quá nhiều, hoàn toàn có thể đuổi theo kịp tốc độ tượng đá thôn phệ, thậm chí còn thừa. Quay đầu lần nữa nhìn qua Trương Phong, chỉ thấy đối phương cũng sắp đến hồi kết thúc. Nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo ý niệm lập tức bay đi, mới vừa làm xong, liền nghe trên không có một thanh âm vang lên trưởng lão ta thành công ngay sau đó chỉ thấy một nguyên thần từ trong tượng đá bay ra lơ lửng ở giữa không trung trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn vậy thì tốt để nó đi lại nhìn có thể đi mấy bước có thể đánh vỡ ghi chép trước đó của ngươi hay không trưởng lão nhẹ gật đầu nói vâng nguyên thần của trương phong nhẹ gật đầu bàn tay lớn chỉ về phía trước dầm trước đó tượng đá yên tĩnh đứng tại chỗ mở choang mắt nổ vang kịch liệt, đứng lên. Đông 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 đông, bàn chân to lớn đạp trên mặt đất, bốn phía lay động một hồi, chậm chạp di chuyển về phía trước. Linh tính ẩn chứa trong đó, không ngừng tán loạn, đi tới một bước sẽ yếu bớt không ít, nhưng thực sự đang không ngừng tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước. Trưởng lão ở trên không không ngừng đếm, trong mắt ánh càng ngày càng sáng. Đông 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 đông, tượng đá tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi tới bước thứ bảy, nguyên thần của Trương Phong ở trên không kích động, nắm đấm siết chặt, giống như chờ đối phương tại đánh phá ghi chép. Âm âm, trong tiếng nổ, tượng đá cuối cùng ngừng lại, Trương Phong quay đầu nhìn lại, trong mắt ánh sáng lóe lên, cười lạnh một tiếng. Ta khải linh tượng đá, tổng cộng đi bảy bước dưới, ngươi để tượng đá động đi. Tốt, Trương Huyền vỗ tay phát ra tiếng. Dầm, tượng đá đứng dậy, có điều, lắc lư một hồi, vẫn chưa tiến lên tượng đá của hắn không đi, xem ra phải thua. Trưởng lão một vị trưởng lão cao mày, lời còn chưa dứt, sau đó nhìn thấy một vị khác ở bên người không ngừng run rẩy, thanh âm khó có thể tin từ trong miệng hô lên, có chút sắc nhọn. Không phải không đi, mà là, mà là khiêu vũ. chương 2610, Huyền Thanh Độ Kiếp 1 Khiêu vũ, vị trưởng lão này trợn mắt hốc mồm, vội vàng nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy tượng đá đang vặn vẹo thân thể, như nhảy nhịp điệu đặc thù, làm một loại vận động nào đó. Vội vàng nhìn thanh niên cách đó không xa, chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, trong miệng nói lẩm bẩm. Mở rộng ngực vận động, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 3 4 5 6 7 8, 4 2 3 4 5 6 7 8. Vung tay vận động, 1 2 3 4. Nghiêng người vận động, cúi đầu ngẩng đầu vận động hai mặt nhìn nhau, ba vị trưởng lão yết hầu phát khô. Qua nửa ngày, một vị trong đó mới nói ra được. Hình như, không phải đang khiêu vũ, mà là, làm nóng người. Đúng vậy, hai vị trưởng lão còn lại gật đầu một cách máy móc, đều cảm thấy mình có phải nhìn lầm hay không. Tượng đá chấn thủ, Khải Linh thực sự quá khó khăn, coi như thành công, cơ bản đi mấy bước liền sẽ dừng lại, không cách nào động đậy, người này Khải Linh xong, không có để nó đi đường ngược lại bắt đầu làm nóng người, có lầm hay không? Không chỉ ba vị trưởng lão chân kinh, nguyên thần của trương phong giờ phút này cũng quên trở về. ở trên không trung không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ. hắn để tượng đá đi tới bảy bước dưới, thiếu chút nữa mệt thổ huyết. người này thế mà để tượng đá không ngừng vặn vẹo, không ngừng tập thể dục. quá khoa trương đi. các ngươi vừa nhìn, ngay cả một chút ý thức thể dục cũng không có những tượng đá chấn thủ này ở tại nguyên chỗ thời gian lâu như vậy đột nhiên đứng dậy không làm chút hoạt động nóng người rất dễ dàng bị thương thấy đám người từng cái nắm tóc trương huyền lắc đầu giáo viên thể dục không dạy qua các người sao làm nóng người tốt sẽ tránh khỏi bị thương muốn hoạt động trước phải làm nóng người tiểu học cũng biết thể dục đường đường trưởng lão thiên tài lại trực tiếp để tượng đá tiến lên thật sự là một chút thường quy cũng không hiểu được rồi làm nóng người xong nâng cao chân. Quát đối phương xong, Trương Huyền vẫy tay một cái. Phanh 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 phanh. Tượng đá đứng tại chỗ không ngừng dơ đùi, mặt đất ở dưới bàn chân trùng kích, không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ đập ra một cái hố to. Tốt, nhảy cóc. Thấy tượng đá nâng cao chân xong, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, lần nữa dặn dò. Thình thịch thình thịch bành. Mặt đất lay động lợi hại hơn, kiến trúc trước đó còn không có đổ sụp xong, ở dưới liên tiếp lay động, không chịu nổi lần nữa nâng lên bụi bằng. ngay cả tàng thư các trước đó không bị ảnh hưởng giờ phút này cũng rầm rầm sụp đổ được rồi lượn quanh khải linh sư công hội chạy bộ đi bảo ngươi ngừng lại ngừng làm xong nóng người lúc này trương huyền mới nhẹ gật đầu bàn tay lớn vẫy một cái hồng hộc hồng hộc hồng hộc tượng đá mặt mũi hưng phấn nhấc chân chạy ra ngoài mỗi một bước đất rung núi chuyển lại có càng nhiều kiến trúc sụp đổ ba vị trưởng lão cùng trương phong đều cứng ngắc tại nguyên chỗ động cũng không thể động ghi chép trong lịch sử của khải linh sư công hội đều là tượng đá có thể đi mấy bước liền nghịch thiên người này không chỉ để nó chạy như điên còn hoàn chỉnh làm nóng người ta như vậy xem như vượt qua hắn không đang không biết như thế nào cho phải liền nghe thanh niên phía dưới hỏi tính toán nuốt ngụm nước bọt ba vị trưởng lão đồng thời gật đầu gật giống như gà con mổ thóc cái này đã chạy tầm vài vòng kiến trúc của khải linh sư công hội sập không thể lại sập còn không tính thắng mà nói thật không nghĩ tới còn có cái gì có thể gọi chiến thắng vậy hiện tại ta có phải đã là thánh tử của khải linh sư công hội hay không trương huyền nói tiếp vâng đám người lần nữa gật đầu vậy là tốt rồi ta muốn xử lý ân oán của mình gật gật đầu trương huyền không để ý ba vị trưởng lão mà nhìn về phía thân thể trương phong cách đó không xa Người miệng thúi như vậy, trước vả miệng 100 cái, dùng hết toàn lực. Thấy hắn ra lệnh, nguyên thần của Trương Phong giật nảy mình, thận trọng nhìn về phía thanh long thú cách đó không xa, thấy người sau vẫn không động, vừa mới cảm thấy thở phào nhẹ nhóm, ngay sau đó nghe được thanh âm đùng 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 liên tiếp. Vội vàng cúi đầu nhìn, ngay sau đó nhìn thấy thân thể khoanh chân ngồi trên mặt đất, lúc này chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, hai tay mở ra, đối không ngừng tát miệng mình. Nhất thời máu tươi chảy dài, Hàm răng cũng bị đánh rớt mấy viên. Ngươi làm gì? Nhục thể của ta làm sao vậy? Nguyên thần trợn mắt lên, mặt trương phong dại ra. Hắn còn ở nơi này, không có quay về thân thể, sao thân thể không bị khống chế, tự mình đánh mình? A, à, vừa rồi Khải Linh cho tượng đá, thấy thời gian còn thừa, thuận tiện Khải Linh thân thể của ngươi, đúng là cái tư thế này. Đừng ngừng, đừng ngừng, dùng sức, dùng sức. Trương Huyền lớn tiếng dặn dò. Đùng 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 bạt tai đánh càng thêm vang dội. Khải Linh thân thể ta. Nguyên thần ở trên không trung nhoáng một cái, Trương Phong thẳng tắp rơi trên mặt đất, xém chút nổi điên. Hắn còn chưa chết, người này Khải Linh thân thể của mình, làm sao làm được? Nhục thể của ta. Chương 2611, Huyền Thanh độ Kiếp 2. Tìm nén không được, Nguyên thần vọt trở về, cùng linh tính đối phương mở ra tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Bất quá đối phương mở ra linh tính thực sự quá cường đại, thời điểm tranh đoạt đánh miệng, tiếp tục bạt tay, nằm trên mặt đất, để tượng đá chấn thủ đạp tới đạp đi, ngực vỡ tảng lớn. Sau nửa canh giờ rốt cục đoạt lại thân thể, lúc này trên đầu mọc đầy bánh bao, xương sườn không biết đứt bao nhiêu cái, mặt mũi bầm dập, ngay cả anh ruột đoán chừng cũng không nhận ra được. Tốt, ân oán của ta giải quyết xong, cáo từ. Giáo huấn trương phong xong, lúc này trương huyền mới đưa tay, thu hồi địa ngục thanh long thú, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp bay về phía Lạc Huyền Thanh rời đi. Đối phương đi thời gian dài như vậy không có xuất hiện, Trương Huyền có chút lo lắng tình huống hiện tại của Lạc Nhược Hy. Trương Sư, thấy hắn muốn rời khỏi, ba vị trưởng lão vội vàng lao đến. Trong khoảng thời gian này, mấy người rốt cục hiểu rõ người này đến cùng từ nơi nào xuất hiện. Mới khảo hạch khải linh sư bát tinh không tới ba canh giờ, liền để tượng đá chấn thủ tùy tiện chạy vòng. Loại thiên phú khải linh này đã vượt xa khỏi tưởng tượng, Năng lực như vậy, há có thể để hắn tùy tiện rời đi? Thế nào, còn muốn báo thù thay Trương Phong? Thấy mọi người hắn ngăn lại, Trương Huyền nhíu nhíu mày. "Không không, miệng hắn không sạch sẽ, đắc tội ngươi, bị đánh là trừng phạt đúng tội." Một trưởng lão vội vàng cười nói. "Khải Linh sư không giống danh sư chú ý quy tắc như vậy, dù Trương Phong cũng là thiên tài Khải Linh, nhưng so sánh với vị trước mắt này, kém thực sự quá nhiều." từ đó lấy hay bỏ, ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Vậy, thấy bọn họ không phải bởi vì sự tình Trương Phong, Trương Huyền nhíu mày. Là như vậy, Tổng bộ Khải Linh Sư, sau 3 tháng muốn tiến hành người ứng cử tuyển hội trưởng, Thánh Tử Điện chúng ta vốn muốn phái Trương Phong đi, người đã có năng lực Khải Linh như vậy, có thể đi hay không? Trưởng lão ngăn hắn nhịn không được nói. Tuyển chọn người ứng cử hội trưởng. Trương Huyền cau mày. Không sai, trưởng lão vội vàng gật đầu. Thánh tử điện thuộc về một phân bộ, nếu như phái người đi, có thể được đệ nhất, đối với bọn hắn cũng có ích lợi rất lớn. Bất kể thanh danh hay ban thưởng, đều đủ để thắng lợi trở về. Nguyên nhân chính là như vậy, mới không để ý thân phận bảo vệ trương phong. Giờ phút này đối phương trở thành thánh tử, lại thi triển khải linh chi thuật nghịch thiên như vậy, lập tức đạt được ba vị trưởng lão coi trọng. Ba tháng, ta suy tính một chút. Trương Huyền lắc đầu, nhưng không cự tuyệt. Hiện tại là tháng 10, sau 3 tháng là tháng 1, khoảng cách trương gia, lạc gia thông gia còn có một đoạn thời gian, thật có cơ hội đi khải linh sư công hội mà nói, sẽ thăm vương dĩnh một chút. Nhà đầu này cùng người khác đi, không hề có một chút tin tức nào, cũng không biết cụ thể thế nào. Chỉ mong Khải Linh Sư Công Hội có thể đối xử tử tế, nếu không, không ngại Khải Linh cả tổng bộ, cho đối phương phá lung ta lung tung. Vậy thì tốt, tại Hạ Hàn Phù, đây là ngọc bài đưa tin của ta, có thể tiến hành cự ly xa đưa tin, trước khi đi, ta sẽ đưa tin cho ngươi. Nghe hắn đáp ứng, vị trưởng lão này đưa tới một ngọc bài. Trương Huyền tiện tay nhận lấy, thu vào nhẫn, lúc này mới xoay người rời đi. Lạc Huyền Thanh đã đi nửa canh giờ, dấu vết trên không gần như tan biến sạch sẽ, hơn nữa đối phương lĩnh ngộ không gian cực cao, tận lực che giấu, coi như minh lý chi nhãn cũng rất khó phát giác. Đi về phía trước một hồi, liên tìm không thấy phương hướng. Thử xem thư viện, Trần chờ một chút, lấy ra một quyển sách, viết ra tất cả phương vị của Lạc Huyền Thanh, tinh thần khẽ động. Phần Phật, thư tịch trong đầu hiển lộ ra địa phương sai lầm. Ở phương hướng kia, dựa theo thư viện cho ra phương hướng, Trương Huyền nhanh chóng tiến lên, rất nhanh bay ra trí điện, tiếp tục tới phía trước, không biết bay bao lâu. Phạm vi thánh tử điện so với đế đô của Thanh Nguyên đế quốc còn hùng vĩ hơn nhiều lắm cho dù thực lực của hắn bây giờ tăng cao, nhưng muốn trong thời gian ngắn đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Hơn 10 phút sau, đi tới trên không một dãy núi. Đập vào mắt, phê tích đầy đất, tựa như hỏa diễm nốt qua, bốn phía phả ra khói xanh. Có người mới vừa ở nơi này chiến đấu. Nhìn dấu vết đầy đất, vẻ mặt trương huyền nghiêm túc. Chiến đấu qua đi thời gian không lâu, lại cùng đường, chẳng lẽ là lạc huyền thanh lưu lại. Hắn đi tìm lạc nhược hy, cùng tộc nhân của mình làm sao lại chiến đấu. Minh Lý Chi nhãn, hai mắt sáng lên cẩn thận nhìn sang những dấu vết này, một lát sau, vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên là hắn lưu lại. Thông qua quan sát, có thể nhận ra nơi này là vì anh vợ kia cùng người lúc chiến đấu lưu lại, mà người cùng hắn giao thủ, thực lực thấp nhất chỉ sợ cũng đạt đến thánh vực bát trọng, thậm chí cao hơn. Sẽ không phải nhiều khi xảy ra chuyện chứ. Trong lòng tràn đầy lo lắng, dựa theo dấu vết tiếp tục bay đi, một lát sau đột nhiên nhướng mày nhìn thấy trong sơn cốc cách đó không xa một đoàn mây đen lơ lửng trên không vô số lôi đình lao nhanh ở trong đó tựa hồ muốn xé rách thiên địa là lôi kiếp con người co rụt lại nắm đấm không tự chủ được siết chặt cảnh tượng này hắn hết sức quen thuộc chính là lôi kiếp nguy rồi là lạc huynh hắn đến cùng gặp cái gì lại nhịn không được đưa tới động hư kiếp nhìn trung tâm mây đen lập tức thấy được một bóng người quen thuộc chính là anh vợ Lạc Huyền Thanh. Lúc này hắn ở trung tâm nhất của lôi điện, vô số lôi đình không ngừng nổ tung ở bên người, tựa như lúc nào cũng có thể đánh thành cặn bã. Động hư kiếp đến rồi. chương 2612, Hồ Lô Vô Sịt 1 Động hư kiếp, vô cùng nguy hiểm, dựa theo kế hoạch bình thường, Lạc Huyền Thanh sẽ ở nơi chuyên môn độ kiếp trong thánh tử điện dẫn động lôi kiếp, như vậy mới có thể thu được ý niệm của khổng sư che chở, để tâm ma giảm bớt. Mà bây giờ, thế mà ở đây, đưa tới lôi đình, nhất định là xuất hiện biến cố gì không thể khống chế, dẫn tới lôi kiếp, hoặc là lui địch, hoặc là muốn cùng đối phương đồng quy vô tận. Biết những chuyện này, Trương Huyền không vội vàng đi về phía trước, mà dùng minh lý chi nhãn nhìn bốn phía, một lát sau, mày nhân lại. Bốn phía một bóng người cũng không có, chẳng lẽ nghĩ sai, hay hoặc là, vừa rồi người cùng hắn chiến đấu, nhìn thấy lôi kiếp thế tới hung hăng, tất cả đều dọa đến rút lui. Trước mặc kệ, cảm xúc của Lạc Huynh vội vàng sao động, tùy tiện độ kiếp, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Thấy bốn phía không có người, Trương Huyền không tiếp tục để ý, mà nhìn về phía thanh niên dưới lôi đình. Động hư kiếp, dính dáng không gian biến hóa, xem như hắn, muốn vượt qua cũng không có dễ dàng như vậy, lúc này hai mắt Lạc Huyền thanh đỏ thấm, vừa nhìn liền biết tinh thần không đúng, cưỡng ép sung kích mà nói, làm không cẩn thận không những không cách nào thành công, còn có thể chết ở trong đó. Đi qua cứu người không để ý tới cái khác, thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền thẳng tắp vào tới lôi đình. Mới vừa bay vào, địa phương cách chỗ hắn đứng không đủ 300 mét, hai bóng người chậm rãi hiện lên. Bọn họ như từ trong không gian gạt ra, lại như vốn không ở thế giới này, coi như thần thức đảo qua, cũng không thể phát hiện chút nào. Hắn là ai? Một lão giả mặc kim bào, nhìn về phía bóng lưng Trương Huyền biến mất, mày nhăn lại. Bẩm báo trưởng lão, vị này gọi Trương Huyền, là bằng hữu mà huyền thanh thiếu gia mới quen ở thánh tử điện hai người cùng đi tìm kiếm động hư hồ lô mới để cho thiếu gia thuận lợi đột phá đến nửa bước động hư sau lưng một lão giả khác ôm quyền giải thích trương huyền trương gia lão giả kim bào sững sờ căn cứ điều tra thì không phải là người trương gia mà từ một tiểu vương quốc từng bước một đi tới nghe nói là thân truyền của dương sư dương huyền lão giả thứ hai tiếp tục nói dương huyền người này cũng bắt đầu thu học sinh. Lắc đầu, lão giả kim bào có chút không hiểu. Nếu là học sinh của hắn, hẳn là kiến thức bất phàm, sao lại vò thẳng qua? Chẳng lẽ cảm thấy bằng vào hắn, thực lực xuất khiếu cảnh đỉnh phong, có thể trợ giúp huyền thanh? Độ khiếp, cần mình cố gắng, kiên kỵ nhất là giúp một tay. Nhúng tay càng nhiều người, lôi đình sẽ càng lớn, thậm chí đến cuối cùng xuất hiện cục diện khó mà khống chế. Dù thực lực của người này không mạnh, ảnh hưởng động hư kiếp không lớn, nhưng tùy tiện tiến lên như vậy, không những không thể hỗ trợ, còn tương đương tự tìm đường chết. Đến cùng nghĩ như thế nào? Trương huyền này, căn cứ ta điều tra, cũng cực kỳ phá hoại, hẳn là cùng thiếu gia tính tình hợp nhau, thấy hắn gặp lôi kiếp, nhịn không được đi qua nhìn một chút. Lão giả thứ hai giải thích. Nhịn không được. Lão giả kim bào hừ một tiếng. Làm việc không có kế hoạch, đợi huyền thanh độ kiếp thành công, nói cho hắn biết, đừng kết giao loại người lỗ mãng này. Lạc huyền thanh bốn phía phá hư, hắn liền không vui, nghe được cùng người như vậy như tầm nghiêu, mã tầm mã, nhất thời càng thêm không vui. Vâng, lão giả thứ hai nhẹ gật đầu. Trương huyền cũng không biết, vị trí vừa rồi minh lý chi nhãn quan sát không có vật gì, sẽ có bóng người hiện lên, giờ phút này đã đi tới chỗ cách lạc huyền thanh không xa. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy hắn xuất hiện, hơn nữa trực tiếp đi vào phạm vi lôi kiếp, Lạc Huyền Thanh có chút nóng nảy. Trạng thái này của ngươi, khẳng định không cách nào thành công, ta tới giúp ngươi." Trương Huyền giải thích. "Giúp ta là lôi kiếp của ta, giúp như thế nào?" Lạc Huyền Thanh lắc đầu. "Nhanh rời đi, nếu không một khi lôi đình hội tụ hoàn thành, ta cũng chưa chắc gánh vác được, căn bản không có cách nào bảo vệ ngươi." Lời còn chưa dứt, lôi đình trên bầu trời rốt cuộc hội tụ xong lực lượng, rầm rầm rơi xuống. Tạch tạch, tạch tạch một đạo lôi đình hơn 10 mét, xé rách không gian, thẳng tắp rơi xuống. Cho ta chặn lại. Không để ý tới cùng thanh niên nói chuyện, lạc huyền thanh vung trưởng nâng lên, lòng bàn tay có lực lượng hùng hồn, nghinh đón tiếp lấy. Lực lượng nửa bước động hư cảnh tựa như đại dương, cùng lôi đình đụng vào nhau, không gian bốn phía từng tầng từng tầng vỡ vụn. Tạch tạch, mặc dù ngăn lại phần lớn, vẫn như cũ có một tia chớp rơi vào trên đầu, tóc lạc huyền thanh dựng lên, toàn thân cháy đen. Động hư kiếp, so với trước đó Trương Huyền dẫn ra suốt khiếu kiếp, mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, đạt đến nửa bước động hư, vẫn bị oanh kích toàn thân như nhũn ra, chân khí trong cơ thể suýt chút nữa tán loạn. Người nhanh rời đi, lôi đình này ta thật không chống lại được. Nhanh chóng thở hồn hển vài hớp, cảm thấy toàn thân rã rời, lực lượng tiêu hao tiếp cận một nửa, con mắt lạc huyền thanh đỏ thấm. Động hư kiếp, nắm giữ sáu đạo lôi đình, một đạo lợi hại hơn một đạo, đạo thứ nhất hắn cũng có chút chống không được, thật muốn toàn bộ rơi xuống, thật không biết có thể kiên trì xong hay không. Người chớ để ý, ta đi lên xem một chút. Không để ý tới đối phương, Trương Huyền đột nhiên động, bỗng nhiên nhảy lên bầu trời. chương 2613, Hồ Lô Vô Sỉ 2 Ngươi, không nghĩ tới đối phương vì cứu mình, vọt thẳng vào lôi đình, đi vào chỗ nguy hiểm nhất, Lạc Huyền Thanh tràn đầy cảm động. Thời khắc sống còn thấy giao tình, đừng nói bằng hữu rất nhiều đạo lữ trong lúc đó cũng sẽ ở lúc đại nạn đến thành chim thú tán người này vì cứu hắn lại không quan tâm trực tiếp đi vào chỗ nguy hiểm nhất vị trương sư này quả nhiên ngay thẳng sẽ không phải hắn ưa thích nam nhân chứ đột nhiên nhớ tới một việc lạc huyền thanh run rẩy từ khi biết vị này trương sư dường như cực kỳ tốt với hắn vượt xa bằng hữu bình thường chẳng lẽ thật đối với mình có ý nghĩ xấu gì dù sao ta cận kề cái chết cũng sẽ không theo. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng khôi phục nguyên khí trong cơ thể, tranh thủ đối kháng lôi đình lần thứ hai rơi xuống. Người này, điên rồi sao? Không chỉ hắn chấn kinh, hai lão giả ở phía ngoài cũng trợn mắt hốc mồm. Gặp qua cứu người, cùng một chỗ đối kháng lôi kiếp, cũng nhìn qua liều chết bảo vệ. Nhưng trực tiếp xông vào lôi đình tự tìm cái chết, thì chưa từng thấy qua. Dương Huyền, danh sư lợi hại như thế, Sao dậy ra đồ đệ ngu ngốc như vậy? Lôi Đình động hư cảnh, thánh vực bát trọng cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong, hắn một thánh vực ngũ trọng suốt khiếu cảnh đỉnh phong chui vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một lát nữa nhặt xác thay hắn đi. Lão giả Kim bào lắc đầu. Gặp qua điên cuồng, nhưng chưa thấy qua điên như thế, đây không phải cứu người, mà là tự tìm đường chết. Xì 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 xì, không để ý tới đám người chấn kinh, Trương Huyền vừa tiến vào trong Lôi Đình con mắt lập tức thả ra ánh sáng hưng phấn. Tiểu kiếp kiếp, trương huyền ca ca của ngươi tới rồi. Thở phào một tiếng, cũng không tiếp tục che giấu khí tức trong người, huyệt đạo toàn thân mở ra, liều mạng hấp thu. Đi tìm động hư hồ lô, chỉ trải qua 5-6 ngày, mà trở về lại hao tốn hơn 10 ngày. Giúp bích đám người hồng âm đột phá, cộng lại cũng chỉ mấy canh giờ, thời gian còn lại, trương huyền cũng không có lãng phí, một mực mượn nhờ động hư hồ lô phát triển đan điền để hắn tạo thành không gian hình vòng. Thời gian không phụ người hữu tâm, trước khi trở lại thánh tử điện, quả thực thành công, nhưng vấn đề cũng theo đó hiện lên. Không gian hình vòng hình thành, dung tích trong đan điền trở tăng không chỉ gấp 10 lần, chân khí trong cơ thể hắn, tính toán đâu ra đấy chỉ có một phần 10, đang giàu không biết làm sao chứa đầy, liền thấy lôi đình, làm sao không hưng phấn. Có thứ này, tuyệt đối có thể lần nữa tích tụ chân khí đến đỉnh phong, khỏi cần lại tội nghiệp, chỉ trốn ở một góc nhìn. Xì 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 xì, lôi điện đi vào thân thể, nhất thời thay đổi thành lôi đình chân khí, chảy vào đan điền, trong đan điền, lúc đầu hồ lô lười biếng không nhúc nhích, cảm nhận được cỗ lực lượng này, đột nhiên thân thể chấn động, bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Người muốn làm gì? Trương Huyền sướng sờ, không thèm để ý câu hỏi của hắn, hồ lô vừa xuất hiện, đột nhiên hưng phấn run run, thẳng tắp bay qua một bên, ngay sau đó quay tròn xoay tròn, Nương theo nó xoay tròn, vô số lôi đình lập ở bốn phía tức tụ đến, vừa rơi xuống trên người của nó, giống như rơi vào lỗ đen, không nhìn thấy nữa. "Ta sát, ngươi chậm một chút cho ta, ngươi chỉ là cái hồ lô, có thể nể mặt mũi một chút không?" Không nghĩ tới cái hồ lô này giống như hắn, nuốt chừng lôi điện, Trương Huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó lên cơn giận dữ. "Cái ngoạn ý gì nha? Thật vất vả đuổi kịp Lạc Huyền Thanh dẫn tới lôi kiếp, ta dễ dàng sao?" trong cơ thể còn một đống lớn chỗ trống không có bổ sung xong, người ngược lại đoạt trước. Mặt đâu? Làm một bảo vật, biết tôn trọng chủ nhân hay không? Vẻ mặt buồn bực, thấy hô không trở lại, liền tiếp tục hấp thu, mới hấp thu một hồi, lần nữa cảm thấy lôi điện càng ngày càng ít, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi đình cách đó không xa lại tạo thành một cái vòng xoáy, chẳng biết lúc nào dây leo giấu ở trong chữ vật giới chỉ cũng bay ra, từng ngụm từng ngụm nuốt chừng lôi đình. Ta sát lôi điện này là của ta. Trương Huyền sắp biên rồi, quá không muốn mặt, ngang nhiên ăn cướp, coi như hồ lô cùng dây leo này cũng không được. Ra mặt co rúm, lần nữa muốn mắng mấy câu, chỉ thấy phân thân chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở trước mắt, hừ một tiếng, chạy đến giữa lôi đình, nhanh chóng hấp thu. Các ngươi thấy những thứ này, cả đám đều hấp thu nhanh hơn mình, biết giờ phút này không phải thời điểm tức giận, Trương Huyền cắn răng một cái, vu hồn rời thân thể hai bút cùng vẽ, không ngừng nuốt chừng. Nương theo cả hai đồng thời tăng tốc, từng đạo chân khí nhanh chóng dọc theo kinh mạch chảy vào đan điền, bổ sung thiếu hụt trong cơ thể. Mới bổ sung một phần ba chân khí, liền cảm thấy lôi đình càng ngày càng thưa thớt, lần nữa nhìn, chỉ thấy hồ lô, dây leo cùng phân thân càng hấp thu càng nhanh, bốn phía vốn là lôi điện nồng đậm, lúc này đã trở nên mỏng manh như sương mù. Đáng ghét a hát, càng nghĩ càng giận, Trương huyền mắng một câu, cắn chặt răng, tăng thêm tốc độ hấp thu. Hắn bên này tức giận sắp bùng nổ, phía dưới Lạc Huyền Thanh cố gắng khôi phục lực lượng, rốt cục chờ đến lần lôi đỉnh thứ hai. Bất, thanh âm giống như vỗ vai vang lên, lôi đỉnh trước đó lớn hơn 10 mét, giờ phút này chỉ to bằng ngón tay, hữu khí vô lực đi tới đỉnh đầu của hắn. Phốc xích, rơi vào trên đầu, ngay cả lực lượng như cây gỗ đánh cũng không có, trực tiếp dập tắt. Lạc Huyền Thanh trưởng lão kim bào cùng vị lão giả thứ hai. chương 2614, ai cũng không xứng với nàng. Một, đây là thế nào? Qua hồi lâu, trưởng lão kim bào cùng vị lão giả thứ hai mới tỉnh hồn, trợn mắt lên, tràn đầy khó tin. Sống hơn trăm năm, lôi kiếp thấy qua vô số, mình cũng trải qua nhiều lần, mỗi một lần đều để người kinh hoàng sợ hãi, vì đó biến sắc. Trước mắt cái này, giống như cái rắm, cái quỷ gì. Có phải là tích lũy hồi lâu, không có thả ra hay không nhẫn nhịn hồi lâu vị trưởng lão thứ hai nhịn không được nói ngươi cho rằng độ lôi kiếp là táo bón sao khóe miệng trưởng lão kim bào co giật lôi kiếp là ý niệm thiên đạo trừng phạt người vi phạm mục đích là thiết lập thiên uy để sinh mệnh kính sợ chỉ cần tích góp khẳng định sẽ bộc phát ra lực lượng cuồng bạo mà trên đầu lạc huyền thanh đã gom góp tích lũy thời gian thật dài lại làm ra loại động tĩnh này đoán chừng đây chỉ là khúc nhạc dạo, một lát nữa sẽ phóng ra lôi đình càng cường đại hơn, để cho người ta căn bản không có cách phòng ngự. A, à, đây là cái tình huống gì? Đang phỏng đoán, lần nữa trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin, giống như gặp quỷ. Vị lão giả thứ hai vội vã nhìn lên bầu trời, ngay sau đó liền thấy, nguyên bản lôi đình đường kính lan tràn mười mấy cây số, giờ phút này không ngừng lăn mình, tựa như co giật. Liên tục co quắp mấy lần, đột nhiên run lên, giống như nôn mửa một bóng người từ trong mây đen bị phun ra, chính là thanh niên trước đó xông vào trong, bị phun ra, thanh niên đột nhiên giận dữ chỉ vào lôi kiếp, nghiến răng nghiến lợi. tiểu tử, người có bản lĩnh, dám phun ta ra, tin ta giết chết ngươi hay không? nói xong một bên gào thét, một bên vào tới mây đen trên bầu trời, có điều còn chưa tới trước mặt, lôi điện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khủng hoảng, dọa đến thân thể cuốn một cái. âm um trong trước mắt liền biến mất tung tích không thấy được cái bóng lôi đình hù chạy trưởng lão kim bào cùng vị lão giả thứ hai lần nữa liếc mắt nhìn nhau chấn kinh mãnh liệt để bọn hắn suýt chút nữa không khống chế lại lực lượng từ trạng thái ẩn thân hiện ra trước đó vẫn cảm thấy người này xông vào lôi điện là tự tìm đường chết hẳn phải chết không nghi ngờ lúc này nhìn thấy hắn chống nạnh chỉ vào lôi đình mắng chửi người sau không những không dám phản kháng còn bỏ trốn tựa như chó mất chủ Giờ mới hiểu được, nguyên lai không phải lôi kiếp của Lạc Huyền Thanh không được, mà là gia hỏa tu vi thoạt nhìn không ra hồn kia quá hùng hổ. Đây là nhân tài, nhất định phải lôi kéo đến Lạc gia chúng ta. Sau khi hết khiếp sợ, lão giả Kim bảo dặn dò. Mặc dù đối phương làm sự tình không thể tưởng tượng, để cho người ta kinh ngạc, nhưng thánh tử điện xem như địa phương thiên tài hội tụ, có năng lực đặc thù đối kháng thiên kiếp xuất hiện, cũng không phải là không thể được loại thiên tài này nhất định phải nghĩ biện pháp lôi kéo đến gia tộc của mình, cố gắng nghiên cứu. Đồ đệ của Dương Huyền, chưa chắc sẽ tới lạc gia chúng ta. Vị lão giả thứ hai lắc đầu. Dương Huyền là thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, học sinh của hắn 89 phần 10 sẽ đi vào danh sư đường, làm sao có thể đi gia tộc khác. Cũng phải. Trưởng lão Kim Bào tràn đầy tiếc hận. Mặc dù rất muốn vị này gia nhập gia tộc bọn họ, nhưng tranh đoạt với tổng bộ danh sư đường, hắn còn không có can đảm này. Chuyện này, bẩm báo gia chủ là được, tiểu công chúa đã trở về, chúng ta cũng nhanh một chút đi, đừng chậm chế hội nghị trưởng lão. Nghĩ nửa ngày, không có những gia biện pháp, trưởng lão kim bào không nói thêm lời, khoát tay áo. Ừm, vị lão giả thứ hai gật gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, trước mắt hai người giống như xuất hiện một truyền tống trận to lớn, bước vào trong đó, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất như từ trước đến giờ không có xuất hiện qua. Mắng hồi lâu, mặc dù lửa giận của Trương Huyền khó tiêu, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lôi kiếp lớn như thế, dựa theo tình huống bình thường hắn chỉ ít có thể bổ sung chân khí trong cơ thể viên mãn, thế nhưng có hồ lô, dây leo cùng phân thân làm loạn, chỉ bổ sung một nửa. Càng nghĩ càng thấy buồn bực. Nhìn tới chỉ có thể chờ đợi anh vợ đưa linh thạch tuyệt phẩm đến, lại nghĩ biện pháp. Chân khí trong đan điền lần đầu tiên bổ sung, cần lực lượng tinh thuần nhất, nhưng tiêu hao sạch sẽ, lần nữa bổ sung, liền không cần phiền toái như vậy. Thật giống như lần đầu tiên là mở rộng cương thổ, một khi thành công, lúc sau đi chấn thủ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, yêu cầu đối với linh thạch cũng không có cao như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, thời điểm chân khí trong cơ thể hắn lần đầu tiên bổ sung, cần bảo vật vượt xa tinh nguyên thượng phẩm, mà tiêu hao sạch sẽ, hấp thu linh khí trong linh thạch bình thường, liền có thể bổ sung hoàn chỉnh. Sau khi buồn bực, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Hồ Lô lần nữa dương dương đắc ý nằm ở trong đan điền, thỉnh thoảng vặn vẹo cái mông, dường như hướng hắn thị uy. Phần thân cũng lần nữa trở lại không gian gấp, vặn eo bẻ cổ, ở một cái bộ dạng ăn uống no nê. Còn dây leo thì biểu hiện bình thường một chút, bại liệt như cây roi, nằm ở trong chữ vật giới chỉ, không nhúc nhích. Đều là cái đồ chơi gì a? À? Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Trương Huyền tràn đầy im lặng. Người khác nắm giữ năng lực có thể nuốt chửng lôi kiếp, nhất định chấn kinh tứ tỏa, làm người ta không ngừng hâm mộ. Hắn bên này tùy tiện chạy đến đều có thể làm, ngược lại mình là cùi bắp nhất. tràn đầy uất ức, lúc nào hắn cũng có thể uy phong một chút. Ai, ta thực sự quá bình thường. Trương Huyền than thở một tiếng. Đồ đệ, bạn gái, phân thân, đều mạnh hơn hắn thì cũng thôi, hiện tại tùy tiện nhặt được cái hổ lô, cũng nghịch thiên như thế, nếu không phải trái tim đủ cường đại, sớm đã xấu hổ tự sát. Trương sư, đang ước đến khó chịu, liền nghe cách đó không xa vang lên thanh âm, quay đầu nhìn, chỉ thấy lạc huyền thanh, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt, mặt mũi chấn kinh. Vốn cho rằng đối phương chỉ có thể dọa đi lôi kiếp của mình, nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngay cả của người khác cũng có thể. Nắm giữ loại năng lực này, thời điểm độ kiếp tìm hắn, chẳng phải tương đương trăm phần trăm có thể thông qua. Lạc huynh, nhìn ra ý nghĩ của hắn, thân thể trương huyền nhoáng một cái, sắc mặt nguyên bản có chút đỏ thắm, trong chốc lát trở nên trắng bệch. Ta đây là sử dụng một loại bí pháp đặc thù, tương tự thủ đoạn giúp người giải quyết huyết mạch khô kiệt, không thể tùy tiện sử dụng, mong Lạc Huynh đừng truyền ra ngoài. Lông mày Lạc Huyền thanh nhảy một cái. Gạt người, chỉ ít cũng thành khẩn một chút, trước thời hạn liền để vẻ mặt trở nên không dễ nhìn, cái này. Cũng có chút quá sốc nổi đi. Nhìn biểu lộ của đối phương, Biết đối phương không nguyện ý tiết lộ chuyện này, trong lòng âm thầm khen ngợi một tiếng, cảm thấy khiêm tốn giống như hắn, lúc này không hỏi thêm nữa. Cảm ơn Trương sư giúp ta vượt qua lôi kiếp, nếu không, lần này nhất định giữ nhiều lành ít. Chương 2615, ai cũng không xứng với nàng. 2. Cảm khái một tiếng, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, dẫn phát lôi kiếp, căn bản không có tính toán kết quả, lôi đình xuất hiện, mới hiểu được động hư kiếp là đáng sợ cỡ nào. Đối phương tới chê một chút nữa mà nói, rất có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ, cho dù vận dụng lực lượng huyết mạch cũng không cách nào chạy trốn. Lạc huynh, người không phải ý định ở thánh tử điện độ kiếp sao? Thế nào đột nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhíu nhíu mày, Trương Huyền hỏi. Ta đến tìm muội muội muốn hỏi thăm một chút, Trương Phong nói đến cùng phải thật hay không? Lạc Huyền Thanh lắc đầu. Được rồi, vẫn là đừng nói nữa. Tiểu công chúa, nàng. Thấy đối phương lời nói một nửa dừng lại, Trương Huyền có chút nóng nảy. Nàng ở đâu, không có bị thương chớ. Bị thương? Lạc Huyền thanh lắc đầu. Cái này sao có thể, muội muội ta luyện hóa tính không châu, thật muốn vận dụng thực lực, cha cũng không làm gì được. Lạc gia đã không có người có thể tổn thương nàng. Cảm khái một câu, đột nhiên có chút cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh niên trước mắt. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta, Trương Huyền nghẹn lời. Ta cảnh cáo ngươi, mặc dù ngươi ta quan hệ không tệ, ta đối với năng lực của ngươi cũng coi như công nhận, nhưng tốt nhất đừng đánh chủ ý muội muội ta. Cái này, vì cái gì? Trương Huyền nhịn không được nữa, mày nhân lại. Ngươi hẳn phải biết, gả nàng cho tiểu thiên tài trương gia là không nguyện ý. Ta biết nàng không nguyện ý, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Lắc đầu, Lạc Huyền Thanh có chút cô đơn được rồi không cần nói cái đề tài này thế nhưng trương huyền cuống cuồng không có thế nhưng gì cả ta vừa vặn có sự tình làm phiền ngươi lục huyền thanh nhìn qua lạc huynh cứ nói đừng ngại chỉ cần ta có thể làm được sẽ làm việc nghĩa chẳng tư nghe đối phương có chuyện cần nhờ trương huyền nhìn qua hắn biết vị anh vợ này là tính tình thật bình thường sẽ không phiền phức người khác đã mở miệng nhất định khó mà làm được giúp ta cha xem rốt cuộc là ai để cho muội muội ta ngang nhiên phản kháng gia tộc, muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Lạc Huyền Thanh nói, cái này, khóe miệng Trương Huyền giật một cái, chần chờ một chút, mang theo ý thử hỏi. Tìm được hắn, người ý định làm gì? Làm gì? Lạc Huyền Thanh nghiến răng nghiến lợi. Không đánh phế ba cái chân của hắn, lão tử liền không họ lạc. Trên đầu Trương Huyền nổi gân xanh. Làm sao vậy? Thấy biểu lộ của hắn không đúng, Lạc Huyền Thanh nhìn lại. Không có gì, chỉ là có chút tò mò, người đã sủng ái muội muội của ngươi như thế, vị này là người muội muội ngươi thích. Tại sao phải đánh hắn? Trương Huyền nghi ngờ, có chút không hiểu. Vị trước mắt này là sủng muội của ma, muội muội đạt được hạnh phúc, hẳn nên vui vẻ mới phải. Vì sao còn muốn ra tay với mình? Không tại sao cả, là cảm thấy hắn không xứng muội muội ta. Lạc Huyền Thanh khẽ nói. Không xứng, ngươi chưa thấy qua sao biết không xứng? Trương Huyền không thuận theo nói vị tiểu thiên tài trang bước kia không xứng với nàng, hắn cảm thấy rất có đạo lý, nhưng mà mình thế nào cũng đúng quy cách ha. Mặc kệ điểm này, mình cũng mạnh hơn vị tiểu thiên tài kia không biết gấp bao nhiêu lần. Hừ, không có một nam nhân nào có thể xứng với nàng, ai cũng không được. Lạc Huyền Thanh nói, nhưng muội muội của ngươi cũng nên lấy chồng a luôn không có khả năng ngươi cả một đời canh giữ ở bên cạnh trương huyền không hiểu ý nghĩ của hắn đến cùng là cái gì dù sao ta cảm thấy ai cũng không xứng với nàng huống chi người ưa thích kia nghe nói thực lực còn chẳng ra sao lạc huyền thanh nói thực lực không ra hồn trương huyền nhịn không được nhìn qua nàng có nói mình ưa thích người kia là ai không đương nhiên nói đột nhiên xoay đầu lại lạc huyền thanh đằng đằng sát khí chương 2616, mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. Một, nói, trương huyền rụt cổ, ra đầu nổ tung, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, một khi phát hiện đối phương xông lại, sẽ nhanh chân bỏ chạy. Vì anh vợ này, có chút không nói đạo lý, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngộ nhớ thật động thủ, chỉ có thể trước chạy trốn, đợi hắn nguôi giận lại cẩn thận câu thông. Không sai, tựa hồ có chút bực bội, lạc huyền thanh phất tay thấy hắn vẫn chưa động thủ, Trương Huyền trần chờ một chút, lần nữa nhìn qua. Vậy, hắn là ai? Cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng lắm, là trong khoảng thời gian nàng ra ngoài này nhận biết, nghe nói là một vị danh sư, lòng dạ rộng lớn, bao dung thiên hạ, dù thực lực thấp, phẩm hạnh lại hoàn mỹ, đặc biệt là thuật luyện đan khoáng tuyệt cổ kim, thiên hạ hiếm có. Càng nói càng cảm thấy tức giận, Lạc Huyền Thanh xua tay. Bất quá, nàng không nói tên, cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng lắm. Không nói tên, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cực kỳ cảm động, không nghĩ tới hắn ở trong lòng lạc nhược hy hoàn mỹ như thế, không hổ là người hiểu hắn, có thể phát hiện tất cả ưu điểm của mình. Trong lòng cảm khái, lần nữa nhìn qua, tiểu công chúa mới nói, vị này hoàn mỹ như vậy, người còn có cái gì có thể lo lắng. Hắn đích xác không hiểu vị anh vợ này, người hoàn mỹ như vậy cũng muốn cự tuyệt, rốt cuộc muốn tìm dạng gì. Nam nhân ưu tú như vậy, thiên hạ cũng chưa chắc có thể tìm ra cái thứ hai. Hoàn mỹ, hừ, nàng càng nói như vậy, nói rõ càng là bị tiểu tử kia mê hoặc sâu. Trên thế giới này trừ ta, đâu còn có nam nhân hoàn mỹ. Lạc huyền thanh phất tay. Khủ khủ, ra mặt trương huyền co lại, lông mày nhịn không được nhảy hai lần, suýt chút nữa sặc nước bọt mà chết, vì anh vợ này nơi nào cũng tốt, chỉ là quá tự luyến. Ngươi hoàn mỹ. Đến chỗ nào hủy chỗ đấy, người người kêu đánh, cái này cũng kêu hoàn mỹ. Chẳng lẽ trong lòng một chút tự ái cũng không có sao? Nghĩ đến cái này, thực sự nhịn không được lắc đầu. Nói đến hoàn mỹ, người không tính, chỉ sợ cũng chỉ có ta, mới có thể gắng gượng làm. Ngươi, không nghe lời này còn tốt, nghe nói như thế, Lạc Huyền Thanh khinh bỉ nhìn một cái. Leo xuống đi, lời này của ngươi không phải nói nhảm sao, thủ đoạn của ngươi quả thực không ít, trận pháp, thuần thú cùng độ lôi kiếp đều có phương pháp đặc biệt, nhưng mà làm việc kỳ lạ, nói chuyện không thông qua đại não, chỉ số thông minh thấp như vậy, còn hoàn mỹ. Ta nhổ vào, ta còn hoài nghi có nữ hài nào sẽ thích được ngươi hay không, coi như thật ưa thích, đó cũng là mắt bị mù. Dù cùng vị trước mắt này chỉ tiếp xúc khoảng 20 ngày, nhưng mà thông qua lý giải, đã biết rất sâu, IQ thấp, phản ứng chậm, nói chuyện nghẹn người, nhìn thấy nữ hài một chút phản ứng của nam nhân bình thường cũng không có. Để hắn từng một lần nghi ngờ, có phải có đam mê đặc thù gì hay không, loại người này nếu như có người ưa thích mà nói, vậy khẳng định là bởi vì mắt bị mù. Ngươi, Trương Huyền sạm mặt lại. Ngươi cũng như vậy thôi, không phải cũng không có bạn gái sao. Người thông minh, có nữ nhân có thể thích tính cách như ngươi mới gọi quái dị. Cái ngoạn ý gì đây, ta kính trọng ngươi là anh vợ, lại còn nói ta không có người ưa thích, càng nói mình muội muội mắt bị mù. Ta nhìn mắt bị mù chính là ngươi đi. Đồng dạng huyết mạch, đồng dạng gia tộc, một cái ca ca một người muội muội, nhãn lực thế nào chênh lệch lớn như thế. Khó trách đã ba mươi mấy tuổi, ngay cả bạn gái cũng không có. Ngươi, nói láo, đó là ta không muốn tìm, nữ nhân tiếp cận ta, đều vì thân phận lạc gia thiếu chủ, không có một cái nào ta để ý. Con mắt trợn tròn, Lạc Huyền Thanh nói. Ít kiếm cớ, không có người để ý liền không có người để ý trang cái gì chứ trương huyền bĩu môi ngươi tức giận không ngừng thở loạn lạc huyền thanh sắp bùng nổ hai đại nam nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều hận không thể xé ăn đối phương qua không biết bao lâu trương huyền mới khoát tay áo nói thật cho ngươi biết ta có bạn gái hơn nữa bạn gái của ta rất yêu ta ha ha lạc huyền thanh ta nói là thật bạn gái của ta cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa thực lực rất mạnh. Trương Huyền tiếp tục nói. Ha ha, Lạc Huyền Thanh, thế nào, người không tin, ta yêu tú như vậy làm sao khả năng không có bạn gái. Trên đầu Trương Huyền toát ra hắc tuyến. Ha ha, Lạc Huyền Thanh. Trương Huyền, một lát sau, nói cho người đi, ta cũng có bạn gái. Lạc Huyền Thanh nói. Ha ha, Trương Huyền bạn gái của ta cũng rất đẹp, thực lực cũng rất mạnh. Lạc Huyền Thanh Ha ha, chương 2617, mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. Hai, Trương Huyền, ngươi, Lạc Huyền Thanh cắn răng. Hai người lần nữa chừng mắt nhìn. Không nhiều lời với ngươi, mới vừa rồi ta nhờ, giúp ta thẩm tra một chút, muội muội ta ưa thích người kia đến cùng là ai. Rằng co không biết bao lâu, lúc này Lạc Huyền Thanh mới khoát tay áo, nói tiếp hắn nói có chuyện muốn phiền phức, liền là cái này. Ta giúp ngươi kiểm tra. Trương Huyền cau mày. Ngươi thân là lạc gia thiếu chủ, thủ hạ nhiều như vậy, nguồn tin tức cũng rộng rãi hơn ta nhiều lắm, làm gì để cho ta kiểm tra. Mặc dù đối phương thoạt nhìn rất nhiều chuyện không thông qua đại não, có chút lỗ máng, trên thực tế trải qua sự tình đối phó thanh long thú liền biết chỉ là bề ngoài thô cuồng, nội tâm lại hết sức tinh tế. Ta đã hứa với muội muội, không đi truy xét người kia chỉ có thể hy vọng những người khác ra tay chuyện này chỉ có người biết sau khi điều tra rõ ràng ở trước mặt ta nói một câu ta trong lúc vô tình nghe được không coi là không tuân theo quy định lạc huyền thanh xua tay không phải hắn không muốn kiểm tra mà là muội muội chuyên môn nói qua không hy vọng người khác quấy dày người nàng ưa thích mình lúc đầu không bằng lòng nhưng nhìn thấy nàng mang theo cầu khẩn thực sự nhịn không được mình đã không thể kiểm tra chuyện này lại không tiện nói với những người khác, cũng chỉ có thể hy vọng vị trước mắt này hỗ trợ. Cái này, không nghĩ tới lạc nhược hy để cho ca ca mình không kiểm tra, Trương Huyền hơi nghi hoặc một chút, có điều, ngay sau đó hiểu được. Nàng hẳn là biết, mình bây giờ thực lực còn chưa đủ chống lại anh vợ, cùng toàn bộ lạc ra, bởi vậy không muốn mình đã bị quấy rối cùng tổn thương. Ai? Trong lòng than thở, Trương Huyền lắc đầu. Khó tiêu thụ nhất là Mỹ nhân ân, đối phương vì hắn trả giá thực sự quá nhiều. Tốt, ta bằng lòng giúp người tìm kiếm, có điều, có đầu mối gì không? Dừng lại một chút, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Bằng lòng giúp đối phương, có thể tùy thời biết rõ tình huống của Nhược Hy, cũng nắm giữ quyền chủ động ở trong tay mình, về sau, thật muốn ném tin tức ra ngoài, cũng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Manh mối chính là, mới vừa rồi cùng ngươi nói, người nàng ưa thích là một vị danh sư, nghe nói nhân phẩm rất tốt, lớn lên hẳn là cũng rất dễ nhìn. Còn trong khoảng thời gian này, nàng đến cùng đi nơi nào, không nói với ta, cũng không quá rõ ràng, đợi ta hỏi rõ ràng, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dừng lại một chút, Lạc Huyền Thanh nói. Trong khoảng thời gian này muội muội rời đi, đủ loại tin tức cắt đứt, cụ thể đi nơi nào, coi như hắn là ca ca, cũng không rõ lắm. Có lẽ trong tộc có người biết được, có điều cần tìm người hỏi thăm. Ngươi hỏi rõ ràng, lại nói tỉ mỉ cho ta nghe đối phương biết không nhiều trương huyền thở phào nhẹ nhõm như vậy tương đương cho hắn rất nhiều thời gian có thể nhanh chóng tăng thực lực lên biết lạc nhược hy không bị đến bất kỳ tổn thương trương huyền không hỏi thêm nữa tình huống hiện tại hắn không thích hợp hiện thân phải làm nhất chính là mau chóng trở thành danh sư bát tinh đồng thời thực lực tăng lên trở thành thánh tử điện điện chủ chân chính làm được những chuyện này mới có tư cách cho thấy thân phận Cùng lạc nhược hy đối kháng hai đại gia tộc sinh ra áp lực. Ta vừa mới đột phá, cần củng cố một đoạn thời gian. Đây là linh thạch tuyệt phẩm trước đó bằng lòng cho ngươi. Thấy hắn đáp ứng, lạc huyền thanh không nói thêm lời. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới. Xem ra vừa rồi hẳn gặp tộc nhân, lấy thủ lao của mọi người. Cảm ơn, đây là hắn nên được. Trương huyền cũng không chối từ, đưa tay nhận lấy. Bàn tay vừa tiếp xúc hộp ngọc lập tức cảm thấy linh khí tinh thuần tràn vào kinh mạch, để thiên đạo chân khí trong cơ thể hắn kìm lòng không được sôi trào. Không hổ là linh thạch tuyệt phẩm, còn không có mở hộp ngọc ra, liền có công hiệu to lớn như thế, tinh nguyên thượng phẩm tới so sánh, kém quá nhiều. Ta củng cố tốt tu vi, lại đi tìm ngươi. Nói xong, Lạc Huyền thanh khoanh chân ngồi xuống, lôi kiếp kết thúc, đại biểu hắn triệt để đột phá động hư cảnh, là một cường giả động hư cảnh chân chính. Ừm, thấy hắn tu luyện, biết bằng vào loại thân phận này của hắn, ở thánh tử điện sẽ không nguy hiểm, trương huyền không nói thêm lời, thân thể nhoáng một cái, dọc theo con đường lúc đến, bay lượn rời đi. Lần nữa trở lại chỗ ở, đang định lợi dụng linh thạch tuyệt phẩm, bổ sung hoàn chỉnh chân khí trong cơ thể, chỉ thấy tôn cường vội vã tiến lên. Thiếu ra, đã có người ở chỗ này chờ ngươi mấy ngày. Chờ ta, trương huyền cau mày, vừa đến thánh tử điện, liền đủ loại bận rộn, ngay cả chỗ ở cũng không có ở mấy ngày, càng hầu như người nào cũng không nhận ra. Ai tìm mình, còn đợi vài ngày. Đúng vậy. Tôn Cường gật đầu. Người nào, thế lực nào? Trương Huyền nhịn không được hỏi. Là nam tử khoảng 20 tuổi, thế lực nào không biết, nhưng hắn nói tên của mình. Tôn Cường nhớ lại một chút. Hình như gọi, Phùng Tử Giật. Phùng Tử Giật, học sinh của Dương Huyền Dương Sư. Trong lòng lột bột một chút, Trương Huyền ngây người tại chỗ. chương 2618, cùng Phùng Tử Giật giao thủ 1. Phùng Tử Giật, gặp qua một lần, lần này sông Sơn Môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, ngay cả Trương Gia Trương Hủ cũng bị ép xuống, không cách nào so sánh. Trước đó, chỉ biết hắn là thân truyền của một vị thái thượng trưởng lão ở tổng bộ danh sư đường, nhưng không biết thân phận cụ thể, nghe đám người viên hiểu giới thiệu mới biết là học sinh của Dương Huyền. So với hàng giả như hắn, thật không thể so. Chạy tới đợi bản thân vài ngày, chẳng lẽ biết hắn là giả, ý định tự mình bắt về quy án. Hắn có nói, tới tìm ta làm cái gì hay không? Trương Huyền nhịn không được nữa, vội vàng hỏi. Chỉ là một người ngược lại cũng thôi, ngộ nhớ vị Dương sư kia cũng tới, thật chỉ có thể chạy. Tổng bộ danh sư đường, thái thượng trưởng lão thần bí nhất, cường đại nhất, thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ đã vượt qua thánh vực cửu trọng, căn bản không phải hắn có thể giấu giếm cùng chống lại chưa nói qua bất quá hắn có vẻ rất kiên nhẫn liên tục đợi mấy ngày biết rất rõ ràng ngươi không có mặt nhưng không đi tôn cường giải thích đây là ý định chặn ta khóe miệng trương huyền giật một cái trước đó coi như giáo huấn cũng là người trương gia không có cùng xuất hiện gì lại ở nơi này cam nguyện đợi vài ngày nếu không phải thân phận dương huyền thân truyền bị tiết lộ thì tuyệt không có khả năng làm như thế đúng rồi trương cửu tiêu đi cùng hắn cũng ở nơi đây đợi mấy ngày. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Tôn Cường nói tiếp. Cửu tiêu, hắn tới đây làm gì? Làm sao lại quen biết phùng tử giật? Trương Huyền ngẩn ngơ. Trương Cửu tiêu chỉ miễn cưỡng trở thành học viên thánh tử điện. Cách lớp tinh anh còn có một khoảng cách rất lớn. Làm sao lại quen biết vị tinh anh đệ nhất này? Thiếu gia có muốn gặp bọn hắn hay không? Nếu như không muốn gặp, ta liền nói ngươi bế quan. Thấy hắn âm tình bất định, Tôn Cường hỏi. Gặp đi, là phúc thì không phải hỏa, là hỏa thì tránh không khỏi, đã như vậy, cố ý che giấu cũng vô dụng, còn không bằng đi qua nhìn một chút, nhìn đối phương đến cùng muốn làm gì. Lại nói mình vừa về, thiên cơ sư, Khải Linh sư công hội biến thành phế tích, chỉ sợ đối phương đã chiếm được tin tức, cố ý tránh né. Cũng không phải tác phong của hắn. Làm ra quyết định, liền không trần chờ nữa, đi tới đại sảnh, tiến vào bên trong, quả nhiên thấy hai người ngồi ở vị trí khách quý, yên tĩnh chờ đợi một cái bên trong thấy hắn đi tới, vội vàng đứng dậy, hai mắt sáng lên. Trương sư, người rốt cục trở về, để cho chúng ta đợi thật lâu, vị phùng sư huynh này, chắc hẳn ngươi đã sớm biết, không nghĩ tới, thế mà cũng là học sinh của dương sư, cùng ngươi đồng căn đồng nguyên, mang tới cho các người quen biết một chút. Chính là Trương Cửu Tiêu, học sinh của dương sư. Khóe miệng Trương Huyền giật một cái, nhất thời hiểu được, hung tận nhìn đối phương một cái, hận không thể một tát đập chết. Vừa rồi một mực đang nghĩ, đến cùng ai tiết lộ tin tức bản thân là học sinh của Dương Huyền, nằm mơ cũng không nghĩ đến, là ra hỏa khốn kiếp này. Trương Cửu Tiêu ở Thanh Nguyên Thành liền quen biết, đám người ngô sư, lưu đường chủ cơ bản đều biết sư thừa của hắn, tùy tiện nghe ngóng, liền có thể biết Dương Huyền cũng không kỳ lạ. Thế nhưng biết liền biết, nói cho phùng tử giật làm cái gì. Ngộ nhớ tin tức này truyền ra ngoài, để Dương Sư biết. Chẳng phải xong. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền tràn đầy im lặng, nhưng lại không nói ra được, đành phải xấu hổ cười một tiếng. Ngươi, cũng là đệ tử của Dương Sư. Phùng tử giật đứng dậy, không có trả lời hắn, mà duỗi tay, đi tới trong đại sảnh. Có dám cùng ta tỉ thí một trận không? Tỉ thí? Trương Huyền cau mày. Không sai. Phùng tử giật cũng không giải thích, khí thức trên người bỗng nhiên bay lên, lực lượng cường đại, lăn mình sao động, tựa hồ muốn đập vụn không khí. Đây là, nhập hư cảnh sơ kỳ. Trương Huyền tràn đầy khó tin. Lần trước nhìn thấy người này, mới lĩnh vực cảnh hậu kỳ, ngắn ngủi 20 ngày không gặp, không chỉ đột phá, còn đạt đến nhập hư cảnh sơ kỳ, liên tục tăng hai tiểu cấp. Cũng quá kinh khủng đi. Thánh vực thất trọng nhập hư cảnh, mặc dù là nhập môn của động hư cảnh, lại đủ để làm khó vô số thiên tài, để cho người ta trùn bước. Vị trước mắt này, chỉ dùng 20 ngày, đã đột phá thành công, mấu chốt tuổi của hắn chỉ 24, 25. Phần thiên tư này, so với hắn cũng không hề yếu, rất đáng sợ. Thấy hắn trần trừ, phùng tử giật cười lạnh. Trong khoảng thời gian này, ta tiến bộ, có vẻ như ngươi đột phá cũng không chậm. Lần trước gặp mặt, chẳng qua xuất khiếu cảnh sơ kỳ, hiện tại đã đạt tới đỉnh phong. Thời điểm xuất khiếu cảnh sơ kỳ, liền có thể vượt qua đám người trương trác, hiện tại khẳng định mạnh hơn. Thế nào, đối phó người trương ra dễ như trở bàn tay, đối phó ta lại không dám đối phương chấn kinh tu vi hắn bạo tăng, hắn cũng chấn kinh tốc độ tiến bộ của đối phương. Thời điểm sông Sơn Môn, chỉ có nguyên thần cảnh đỉnh phong, ngắn ngủi 20 ngày, đã tiến bộ một đại cấp, biến thành xuất khiếu cảnh đỉnh phong, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Lại thêm thấy tận mắt đối phương vượt cấp chiến đấu, cũng nhịn không được nữa. Làm sao không dám? Biết không tránh né được, Trương Huyền không nói nhiều, đi tới giữa phòng. Xin mời chương 2619, cùng phùng tử giật giao thủ 2. Chỉ cần vị dương huyền kia không xuất hiện, liền không sợ. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng một đao, đối phương muốn động thủ, vậy trước tiên đánh một trận lại nói. Phần Phật, thấy hắn nghênh chiến, phùng tử giật tiến về phía trước một bước, đã đi tới trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái. Dầm, lĩnh vực nhập hư cảnh lập tức bao phủ gian phòng, thần thức rơi vào trong đó, như rơi vào một không gian khác, cũng không cảm thấy được, cùng thời khắc đó, bàn tay nhìn ép tới, lực lượng hung mãnh, giống như cầm giữ bốn phía, để cho người ta như rơi vào chân không, hô hấp cũng khó làm được. Thủ đoạn thật cao cường. Trương Huyền hít mắt lại. Mặc dù hắn không chiến đấu qua với nhập hư cảnh sơ kỳ, nhưng giao thủ qua với bích hồng âm, vị phùng tử giật trước mắt này, dù chỉ là sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu so với hậu kỳ như nàng cũng không kém bao nhiêu. Bích Hồng Âm là thiên tài trong thiên tài, dù so với đám người Lạc Huyền Thanh còn hơi có không bằng, nhưng đã vượt qua rất nhiều thiên tài. Thực lực đối phương thấp nhiều như vậy, liền nắm giữ loại lực lượng này, thực rất đáng sợ. Phá! Cảm nhận được ngực khó chịu, Trương Huyền biết chỉ cần trốn tránh, tất nhiên sẽ rơi vào cục diện càng thêm bị động, không tránh né, cũng không phản kích, ngược lại gào lên một tiếng. Thanh âm của hắn, mang theo ma âm mê hoặc, càng mang theo linh hồn công kích, chỉ nháy mắt, Lĩnh vực giam cầm ở trước mắt tựa như nổ tung, xuất hiện vết rách. Học tập thư tịch ma âm của Bích Hồng Âm, lĩnh ngộ ma âm đã đạt đến bát tinh đỉnh phong, dù bị tu vi hạn chế, không phát huy ra thực lực mạnh nhất, nhưng một khi sử dụng, cũng cực kỳ kinh khủng, không có tâm cảnh siêu tuyệt, là căn bản không chịu nổi. Tiếng quát đánh vang lĩnh vực của đối phương, ngón tay của Trương Huyền điểm một cái, một đạo kiếm khí bắn tới. Thực lực của hắn thấp hơn đối phương, biện pháp dự phòng không có bất kỳ ý nghĩa gì trực tiếp thi triển ra công kích sắc bén nhất. Xì 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 xì, kiếm khí từ ngón tay dâng trào, ở trên không trung hình thành một đạo hải dương, mặc dù không phải nhất kiếm phá hải, nhưng nhiều kiếm ý như vậy liên hợp chung một chỗ, cũng mang theo uy lực cường đại, tựa như gió lốc nghênh đón bắn tới. Lợi Hải, nhìn thấy chiêu này của hắn, con mắt của Phùng Tử giật nhất thời sáng lên. Dựa theo tình huống bình thường, không có đạt tới nhập hư cảnh, không chống lại được lĩnh vực của Thánh vực thất trọng gào thét một tiếng, dùng ma âm đánh gãy lĩnh vực của ta khống chế, sau đó dùng kiếm khí tạo thành lĩnh vực thuộc về mình, cùng ta đối kháng. Sở dĩ cường giả lĩnh vực mạnh mẽ là bởi vì ở trong phạm vi này, nắm giữ khống chế tuyệt đối. Đối phương chỉ là xuất khiếu cảnh đỉnh phong, không có lĩnh ngộ, tới chính diện chống đỡ, nhất định sẽ chịu thiệt, nhưng hắn lại chia ra lối tắt, lợi dụng kiếm khí lĩnh vực tới chiến đấu. Xem như hắn, cũng không ngờ tới, có thể nói rượu đến đỉnh phong bành kiếm khí cùng bàn tay của hắn đối đầu phùng tử giật nhịn không được lui về sau hai bước trương huyền lui về phía sau càng nhiều liên tục bảy tám bước một chiêu liền phân biệt ra được lực lượng mạnh yếu thấp hơn ta hai đại cấp thế mà còn có thể chặn lại công kích của ta người lý giải chiến đấu rất sâu bất quá nhìn xem có thể đỡ được chiêu này hay không hai mắt sáng lên bàn chân của phùng tử giật lần nữa đạp mạnh hô thân ảnh giống như hư ảo thời gian nháy mắt bước ra hơn 10 mét, đi tới trước mặt. Tốc độ thật nhanh, con người trương huyền co rụt lại. Đối phương trong nháy mắt vào tới, tốc độ không kém thiên đạo thân pháp của hắn, thậm chí còn hơn. Tốc độ của lạc huyền thanh nhanh hơn hắn, là bởi vì tu vi cao, lĩnh ngộ không gian mạnh, ra hỏa trước mắt cũng nhanh như vậy. Không hổ là học sinh của dương sư, thiên tài của tổng bộ danh sư đường, thật là đáng sợ. Biết tốc độ nhanh như vậy, né tránh không kịp, một khi bị đánh trúng, nhất định sẽ trọng thương, Trương Huyền cũng không mạnh mẽ chống đỡ, thân thể vội vàng co rụt lại, thi triển thiên đạo thân pháp, nhanh chóng lùi về phía sau. Xì xì xì, hắn lui nhanh, đối phương tiến công nhanh hơn, phùng tử giật rũi ra ngón tay, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ điểm lên cổ họng của hắn. Hô hô hô, liên tục thi triển mấy loại thân pháp, đều như bóng với hình theo sát tới, Trương Huyền có chút nóng nảy. Tiếp tục như vậy, nhất định thua không thể nghi ngờ một mực bị đối phương truy kích hơn nửa điểm ngay cổ họng dù có thể trốn tránh mấy lần nhưng một mực như vậy tương đương với bị đối phương nắm giữ tiết tấu nhận thua chỉ là vấn đề thời gian đụng một cái hít sâu một hơi hai mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng thân ảnh lui về phía sau tránh né bỗng nhiên ngừng lại cơ bắp trước cổ đột nhiên co rụt lại hô tay của đối phương điểm ở trên cổ họng có điều không giống như tưởng tượng trực tiếp xuyên thủng, ngược lại giống như đánh vào vũ khí, phát ra thanh âm kim thiết giao kích. Thiên đạo kim thân, thông qua học tập công pháp luyện thể của viên hiểu, thân thể của hắn đã cứng rắn như nửa bước thánh khí thượng phẩm, chỉ cần đối phương không dùng binh khí, muốn đâm thủng căn bản không có khả năng. Nằm xuống cho ta, ngón tay của đối phương bị ngăn trở, rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, trương huyền biết tận dụng thời cơ, lông mày nâng lên, nắm đấm siết chặt, trực tiếp đánh tới. Một quyền này, không chỉ lực lượng chân khí, ngay cả thân thể, hồn lực cũng toàn bộ vận chuyển lên, còn chưa tới trước mặt, lĩnh vực nhập hư cảnh của đối phương liền vỡ vụn thành từng mảnh, giống như bọt biển. Ngươi, cái này sao có thể? Biểu lộ không hề bận tâm của Phùng Tử giật, nhất thời biến đổi. Chương 2620, 1 phần 6 lực lượng 1. Nếu như chỉ là xuất khiếu cảnh đỉnh phong liền thi triển ra, lực lượng không kém hắn mảy may, thì cũng thôi, mấu chốt nhất là thời cơ, vị trí quả đấm của đối phương đánh tới tuyệt không thể tả, đúng là thời điểm lực trước tan biến, hậu lực chưa kịp của hắn. Nói cách khác, đối phương phảng phất như nhìn ra thiếu hụt của hắn, một chiêu đã tìm được căn nguyên, ý định đánh giết hắn. Hắn tu luyện công pháp, võ kỹ, đều truyền lại từ lão sư, so với tuyệt chiêu hạch tâm nhất của trương gia, lạc gia cũng không hề yếu. Võ kỹ, công pháp cao thâm như vậy, cho dù là phí sư muốn liếc mắt nhìn thấu, cũng làm không được, vị trước mắt này, lại trong nháy mắt sáng tỏ, hơn nữa tìm được thiếu hụt, chỉ sợ đối với hắn biết rất nhiều. Hừ, như vậy liền muốn thắng ta, không dễ dàng như vậy. Hắn kinh ngạc chỉ ở trong óc không đến một phần mười cái hô hấp, ánh mắt phùng tử giật run lên, thân thể thay đổi phương vị, đồng dạng một quyền nghênh đón. Nắm đấm của hắn, nhắm ngay ngực của Trương Huyền, cùng người sau nhắm ngay hắn, cũng là vị trí tương đồng, không nghĩ tới thế mà dùng chiêu số lưỡng bại câu thương nhìn xem phòng ngự của ngươi mạnh cỡ nào. Trong mắt lóe lên tàn nhẫn, Trương Huyền cũng không thay đổi, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, tựa như có quang mang kim sắc ở trong đó xoay quanh. Bành! Một quyền rơi vào ngực đối phương, lập tức cảm thấy giống như đập vào trên tảng đá, năm ngón tay có chút run lên, nắm đấm của đối phương rơi vào trên người hắn, lần nữa cảm thấy ngực khó chịu, lui về phía sau mấy bước. Cơ thể ngươi! Trương Huyền kinh ngạc! Hắn tu luyện thiên đạo kim thân, Thân thể vô cùng mạnh mẽ, so với nửa bước thánh khí thượng phẩm cũng không hề yếu, không nghĩ tới đối phương cũng có bí pháp luyện thể tương tự, thân thể không kém hắn chút nào. Cả hai man lực đối kháng, thoạt nhìn tương xứng, trên thực tế tu vi hắn kém, nên vẫn bị thất thế. Ha ha, thoải mái. Cứng đối cứng, vị trước mắt này, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, phùng tử giật hưng phấn gào thét, hai tay chấn động, cơ bắp trên người giống như thổi khí cầu lúc đầu áo quần hơi có vẻ rộng rãi căng kín dường như trong nháy mắt ngắn ngủi ăn đại bổ hoàn gì đó từ hình thể gầy yếu biến hóa thành tráng hán bành lần nữa đạp mạnh cảm giác áp bách kịch liệt nghiền ép tới lần này khí tức cùng thực lực của phùng tử giật thế mà trở tăng tiếp cận gấp đôi đây là bí pháp gì trương huyền kinh ngạc siết chặt nắm đấm cùng nhau đi tới gặp qua không ít phương pháp có thể để cho thực lực trong nháy mắt bạo tăng nhưng không có bất kỳ dấu hiệu gì, liền tăng thêm cơ bắp, hơn nữa thoạt nhìn không có tác dụng phụ gì, chưa bao giờ thấy qua a. À. bất quá, lúc này biết đối phương căn bản sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ, nhiệt huyết trong cơ thể cũng sao động lên, thiên đạo kim thân vận chuyển tới cực hạn, lại đánh tới một quyền. thình thịch thình thịch bành. thời gian nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu, hầu như đều là cứng đối cứng, bốn phía tiếng gió giết gào, lúc đầu tôn cường theo sát ở sau lưng trương huyền giờ phút này đều cùng Trương Cửu Tiêu rời khỏi phòng khách. Dù vậy, vẫn cảm thấy toàn thân đau rát, phảng phất như bị liệt diễm thiêu đốt. Nhớ ngày đó, thực lực của ta cùng Trương Sư không kém bao nhiêu, lúc này mới bao lâu. Làm sao lại tranh lệch lớn như vậy? Trương Cửu Tiêu hoảng sợ. Lúc trước ở Thanh Nguyên Thành lần đầu nhìn thấy Trương Sư, cùng đối phương không kém nhiều, vốn cho rằng trong khoảng thời gian này, cố gắng tu luyện, khẳng định sẽ giảm bớt một chút, nằm mơ cũng không có nghĩ đến ngược lại tranh lệch càng lớn thời khắc này đối phương coi như khỏi cần cận thân xa xa một quyền chỉ sợ hắn cũng sẽ biến thành bánh thịt tử vong tại chỗ cả hai đã có cách biệt trời vực không thể so sánh nữa phần phật trong lòng đang cảm khái chỉ thấy cổ tay của phùng tử giật khẽ đảo một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay lăng không vạch một cái không khí trong căn phòng bắt đầu vặn vẹo có dám cùng ta dùng binh khí so một hồi hay không vui lòng tiếp. Ngón tay của Trương Huyền điểm ra, hơn 100 thanh trường kiếm lơ lửng ở trước mắt. Ngươi làm gì? Con người của phùng tử giật co rụt lại, vừa định nói chuyện, liền cảm thấy hải dương kiếm khí nghiền ép tới. Bành, bành, bay ngược ra, sống lưng đâm vào trên vách tường, đập ra một cái động lớn, ngay sau đó lực lượng hung mãnh tiếp tục đánh đến, sống lưng chấn bức tường thành bột phấn. Liên tục bay ra 7-800 mét, lúc này mới cảm thấy công kích trước mắt ngừng lại, khuôn mặt trắng bệch, cánh tay không ngừng run rẩy, gan bàn tay tựa như lúc nào cũng sẽ xé rách. Ngươi, đây là chiêu số gì? Hít sâu mấy hơi, mới áp chế chân khí sôi trào trong cơ thể, tràn đầy khó tin nhìn qua. Hắn là thánh vực thất trọng nhập hư cảnh sơ kỳ, đối phương chẳng qua thánh vực ngũ trọng đỉnh phong, tu vi tranh lệch lớn như thế, một kiếm liền đẩy lùi, suýt chút nữa bổ chết, đây là chiêu số gì, lại lợi hại như vậy? Là nhất kiếm phá hải của kiếm lão nhân. Trương Huyền gật đầu. Cái này cũng không có gì cần giấu giếm, năm đó kiếm lão nhân có thể xông ra danh khí, chỉ cần muốn điều tra, có lẽ rất dễ dàng có thể biết được. Không có khả năng. Phùng Tử giật lắc đầu. Chương 2621, 1 phần 6 lực lượng 2. Đừng nói phá hải, xem như nhất kiếm lăng thiên cũng không có loại uy lực này. Tổng bộ danh sư đường, hội tụ võ công thiên hạ, dù kiếm lão nhân không có truyền chiêu này ra ngoài, nhưng lĩnh mộ chân giải trong kiếm ý uy lực kiếm chiêu có bao lớn còn có thể suy tính ra đừng nói phá hải coi như nhất kiếm lăng thiên uy lực mạnh nhất trong linh hư tam kiếm cũng chưa chắc có thể bộc phát ra loại uy lực này kiếm pháp lúc đầu của kiếm lão nhân quả thực không có loại uy lực này có điều ta hơi sửa đổi một chút trương huyền giải thích nhất kiếm phá hải dù không yếu nhưng so với trước mắt hắn thi triển còn kém quá lớn không thể so sánh nổi sở dĩ uy lực cường đại như thế, thậm chí lúc trước kiếm tần sinh cũng bị đánh bay, chủ yếu là bởi vì tất cả thiếu hụt đều được bổ sung hoàn chỉnh, để tuyệt chiêu nguyên bản hơn 100 thiếu hụt trở nên hoàn mỹ, tạo thành thiên đạo kiếm pháp chân chính. Sửa đổi một chút, phùng tử giật giật này mình. Tuyệt chiêu của kiếm lão nhân, muốn nói lão sư hắn sửa đổi, khẳng định không có vấn đề, nhưng vị này, chỉ có. Xuất khiếu cảnh đỉnh phong, sao có thể sửa được tuyệt chiêu cường đại như vậy? Đúng vậy, không sửa một chút, làm sao có thể chỉ dùng một phần ba lực lượng, liền đánh bay ngươi. Trương Huyền gật đầu, một phần ba, khóe miệng giật một cái, ra mặt phùng tử giật run rẩy. Vừa rồi vì trận kiếm khí của đối phương, hắn dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, dù vậy cũng bị đánh bay mấy chục mét, vốn cho rằng đối phương đã dùng lực lượng mạnh nhất, không nghĩ tới. Cô nén xúc động muốn thổ huyết, nhịn không được nhìn qua. Chiêu kiếm pháp này của ngươi, lộng lẫy đại khí, tựa như hải dương lật đổ, tuyệt sẽ không là một phần ba lực lượng, liền có thể hoàn thành. Hai bên giao thủ, tâm lý chiến cũng rất trọng yếu, vừa rồi đánh khó bỏ khó phân, xác thực mà nói, đối phương còn bị hắn áp chế, làm sao có thể sau khi dùng vũ khí, một phần ba lực lượng liền nghiền ép hắn. Có phải cố ý nói ngoa hay không, để đánh tan tự tin của hắn? Cái này, bị ngươi nhìn ra rồi, thật ra thì, ta là người khiêm tốn, trên thực tế, vừa rồi chỉ dùng một phần sáu lực lượng. Trương Huyền vò đầu. Đối phương dù sao cũng là học sinh của Dương Sư, cho nên thời điểm xuất thủ, lưu lại lực lượng rất lớn, cẩn thận tính toán ra, giống như hắn nói, chỉ dùng một phần sáu uy lực mà thôi. Lúc đầu khiêm tốn một chút, cho đối phương chút tự tin, không nghĩ tới bị nhìn ra. Đã như vậy, chỉ có thể thừa nhận. Mắt phùng tử giật tối sầm lại, suýt chút nữa thổ huyết. Hắn ý tứ là muốn hỏi, đối phương có phải đã dùng hết toàn lực, lại nói một phần ba, để đả kích hắn hay không làm sao cũng không nghĩ đến đối phương còn khiêm tốn đừng giữ lại lực lượng dùng ra toàn lực tiến công ta muốn nhìn một chút chiêu này của ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cố nén buồn bực trong lòng phùng tử giật cắn răng một cái hắn không tin uy lực lớn như thế toàn lực tiến công trương huyền nhíu mày dùng hết toàn lực mà nói ta sợ không khống chế được sẽ giết ngươi vừa rồi không dám sử dụng toàn lực Đối phương là học sinh của Dương sư chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn là, một khi thi triển toàn lực, nhất định phải hao hết chân khí mới có thể hoàn tất. Trước đó, chân khí ít, ngược lại cũng thôi, giờ phút này, đan điền ở dưới hồ lô cải tạo, chân khí dự trữ tăng gấp 5 lần, lại muốn không khống chế được. Sợ sẽ xuất hiện vấn đề lớn, trong đan điền không gian hình vòng, có thể để cho số lượng chân khí dự trữ tăng gấp 10 lần, nhưng lôi kiếp của Lạc Huyền Thanh, phần lớn đều bị hồ lô phân thân hấp thu hắn chỉ hoàn thành chừng phân nửa, cho nên chỉ có thể coi là tăng lên gấp 5 lần. Không khống chế được. Phùng tử giật cắn răng. Yên tâm đi, ta là cường giả nhập hư cảnh, hơn nữa nhiều thủ đoạn, coi như ngươi không khống chế được, muốn làm tổn thương ta, cũng không dễ dàng như vậy. Cái này, Trương Huyền vẫn có chút trần chờ trên mặt khó xử. Thực lực ngươi mạnh mẽ, ta cực kỳ bội phục, nhưng nơi này là khu rừng chân của tân sinh, ngộ nhỡ chiêu số quá mạnh, sợ sẽ hủy kiến trúc. Mới từ bên ngoài trở về không bao lâu, liền hủy thiên cơ sư công hội cùng khải linh sư công hội, nếu lại hủy chỗ ở của tân sinh này, thật sợ linh thạch tuyệt phẩm vừa tới tay, còn không có phẩm nóng, liền bị lấy ra đền bù. Cái này, phùng tử giật nhìn quanh một vòng. Vừa rồi hai người chiến đấu, quả thực làm vỡ nát tiểu viện này, tiếp tục đánh xuống, nơi này không có trận pháp bảo vệ, thật đúng là sẽ tạo thành phá hư rất lớn như vậy đi, chúng ta đi lễ điện. Vừa vặn ngày hôm nay phí sư mang theo lớp tinh anh, ở nơi đó tiến hành thực chiến luyện tập, có dám cùng ta ở nơi đó chiến đấu một hồi hay không? Trần chờ một chút, phùng tử giật gật đầu nói. Lễ điện, tốt. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền gật đầu. Lễ điện là nơi đám học sinh tỉ thí, chiến đấu, nơi này có trận pháp phòng ngự tốt nhất, càng có cơ quan quan sát, tổng kết số liệu, ở đây tỉ thí, không chỉ không cần phá hư, còn có thể phân tích số liệu cùng thiếu hụt của bản thân, để sức chiến đấu trở nên mạnh hơn. Đi thôi. Thấy hắn bằng lòng, phùng tử giật xoay người, thẳng tắp đi tới lễ điện. Cũng không do dự, trương huyền theo sát. Năm đại điện, hiện nay đi qua trí điện, nghĩa điện cùng nhân điện, lễ điện còn chưa hề đi qua, vừa vặn đi qua nhìn một chút, nếu như nơi này thật không sợ phá hư mà nói, về sau hoàn toàn có thể tới tu luyện, không cần tiếp tục lo lắng. mươi 2622, người không phải một. Lễ điện không giống những điện đường khác vắng vẻ, dòng người cuồn cuộn, đâu đâu cũng có tu luyện giả. Dù danh sư đại lục, đủ loại chức nghiệp rực rỡ, tựa như quần tinh, ánh sáng chói mắt, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, trọng yếu nhất vẫn là sức chiến đấu. Bởi vậy, chiến đấu đối bọn hắn mà nói, vẫn như cũ trọng yếu nhất, lễ điện là nơi đám học sinh tỉ thí, chiến đấu, mỗi ngày đều hấp dẫn vô số người đến đây giao đấu, thông qua thực chiến tăng cao tu vi theo sát ở sau lưng phùng tử giật rất nhanh thì tới một đại điện độc lập điện đường rộng lớn bị phân chia ra vô số lôi đài bốn phía bị người dùng lực lượng sắp đặt ra lồng ánh sáng trong suốt tựa như tường rào thủy tinh đám người phí sư ở nơi đó phùng tử giật chỉ về phía trước trương huyền nhìn quả nhiên thấy phí sư đám người trương hủ đứng ở trước một lôi đài đi tới trước mặt hai người đang giao đấu thấy rõ thân ảnh mỉm cười rõ ràng đều là người quen biết cũ Trần Nhạc Giao cùng Trương Trác. Lần trước Trương Trác bị đánh ngất xỉu, lại bị ở trước mặt tát bà tai, nhận lấy sỉ nhục cực lớn, trải qua những ngày này tu dưỡng, không chỉ khôi phục thực lực, thậm chí so với trước càng hơn một bậc, kìm nén không được, hẹn Trần Nhạc Giao tới chiến đấu, ý định tự mình báo thù. Trong lồng ánh sáng, chân khí ngang dọc, lực lượng lăn mình, hai người dùng đủ loại thủ đoạn, trong lúc nhất thời thế mà tương xứng. Không tệ. Nhìn một cái, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Trần Nhạc Giao là 20 ngày trước, dưới sự chỉ điểm của hắn đột phá đến lĩnh vực cảnh, vốn cho rằng thời gian ngắn như vậy, Tu Vi sẽ có chút phù phiếm, không nghĩ tới đã triệt để củng cố, bằng vào Tu Vi bản thân, cùng Trương Trác cũng không hề yếu. Xem ra hơn 20 ngày này, cũng không có lười biếng, triệt để tiêu hóa chỉ điểm của hắn. Trương Sư cảm thấy bọn họ ai có thể chiến thắng. Đang cảm khái, một giọng nói vang lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy Trương Hủ xếp hạng thứ hai của lớp tinh anh nhìn qua. Trước đó, Trương Hủ đối với tiểu nhân vật miễn cưỡng đi vào lớp tinh anh này, cũng không để ở trong lòng, thấy tận mắt hắn chỉ điểm trần nhạc giao đột phá, mới hiểu được, đối phương bất kể thực lực hay ánh mắt đều cực kỳ bất phàm, có tâm tư lôi kéo. Bọn họ, đang muốn trả lời, đột nhiên sửng sốt một chút, Trương Huyền xoay đầu lại. Người chỉ điểm tu vi cho Trương Trác. Trương Trác này, 20 ngày trước chiến đấu, hắn thấy mặc dù tu vi không tệ, nhưng kỹ xảo chiến đấu kém không ít, Nguyên nhân chính là như vậy, Trần Nhạc Giao mới có thể ở dưới sự chỉ điểm của mình, thành công hắn đánh bại. Đổi lại phùng tử giật, chính hắn tạm thời ứng biến, cũng rất khó vượt qua, chỉ điểm người khác, liền khẳng định không thể nào. Gia hỏa chiến đấu nguyên bản rất bình thường, hiện tại cùng Trần Nhạc Giao sau khi đột phá đánh khó bỏ khó phân, trong thời gian ngắn nhìn không ra thắng bại, chỉ sợ cùng Trương Hủ có quan hệ không nhỏ. Ta chỉ điểm hắn 5 phút đồng hồ, chắp hai tay sau lưng, Trương Hủ thản nhiên nói, vẻ mặt ngạo nghễ. Vị trước mắt này, chỉ điểm Trần Nhạc Giao 5 phút, để đối phương đột phá, đánh bại Trương Trác, hắn cũng không chiếm tiện nghi, đồng dạng chỉ điểm 5 phút. Thời gian chỉ điểm giống như, hắn là muốn chứng minh, bản thân so với đối phương càng thêm cường đại, nhãn lực cũng càng thêm sắc bén. 5 phút đồng hồ có thể để cho Tu Vi tăng thêm nhiều như vậy, quả thực rất lợi hại. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Không hổ là tên thứ hai xếp hạng lần này, Đuổi sát phùng tử giật không kém nhiều vị trương hủ này thoạt nhìn cũng không phải hạng đơn giản dù so với trương thuần trương phong còn kém nội tình cùng thời gian nhưng bất kể thiên phú hay nhãn lực đã không kém gì bọn họ khó trách trương gia mệnh danh đệ nhất gia tộc dù trong lòng khó chịu đối phương cũng không thể không thừa nhận quả thực thiên tài lớp lớp để cho người ta sợ hãi thán phục thế nào người cảm thấy bọn họ ai có thể chiến thắng lần nữa nhìn qua trương hủ tiếp tục hỏi Trương chắc tiến bộ rất lớn, nhưng mà Trần Nhạc sao, tiến bộ cũng không nhỏ, 20 ngày trước, có thể vượt qua, lần này, hẳn là cũng không kém nhiều. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền gật đầu. Trước đó thời điểm chỉ điểm Trần Nhạc sao, đã chỉ ra thiếu hụt của Trương Trác, dù trong khoảng thời gian này có chỗ tiến bộ, nhưng rất nhiều là thói quen dung ở trong lòng, rất khó sửa đổi, chỉ cần không ngốc, lần nữa tìm ra, hơn nữa vượt qua, không khó. Lần trước là vận may, lần này, chỉ sợ không có vận tốt như vậy. Hai tay vẫn chắp ở sau lưng, Trương Hủ mang theo vẻ tự tin. Lần trước Trần Nhạc Giao chiến thắng, hắn thấy là bởi vì vị trước mắt này, điều tra Trương chắc đầy đủ kỹ càng, lúc này mới chiếm được tiên cơ, lần này hắn cẩn thận điều tra Trần Nhạc Giao, càng chỉ điểm tính nhắm vào cho người sau, lại muốn chiến thắng, gần như không có khả năng. Trương Huyền lắc đầu, thật ra thì đối với ai có thể chiến thắng, hắn cũng không thèm để ý, có đôi khi thua lấy được thu hoạch, so với chiến thắng còn nhiều hơn, tựa như hắn, chiến đấu nhiều lần, trên thực tế, nội tâm chỉ cầu cùng cấp bậc bại một lần. Đáng tiếc, cái yêu cầu đơn giản nhất này, không có người có thể cho, để hắn tránh không được thổn thức. Tạch tạch, tạch tạch, chương 2623, người không phải hai Đang cảm khái, trên lôi đài, trương chắc như lần nữa thi triển bí pháp nào đó, khí tức bạo tăng, thực lực có chút kinh người, trần nhạc giao vốn đang có thể ngang hàng, hiện tại liên tục trốn tránh, có chút lực bất tòng tâm. Liên tiếp lui về phía sau, thời gian không dài liền bị lách vào một bên lôi đài, xem ra bị thua đã không còn bất kỳ huyền niệm gì. Không cần nhìn, thế thua đã định. Thấy người sau đỡ trái hở phải, quyền chủ động toàn bộ biến mất, khóe miệng trương hủ nâng lên. Đúng vậy, thế thua đã định. Trương huyền gật đầu. Hắn nhìn thấy khác biệt đối phương, dù trần nhạc sao bị buộc lùi về góc, nhưng mỗi một bước, đều cực kỳ trầm ổn, giống như chủ động dụ địch đi sâu, mà Trương Trác nhìn giống như chủ động tiến công, trên thực tế dùng ra bí pháp, có thời gian hạn chế, đã mất đi tâm bình tĩnh. Cả hai so sánh, ai thắng ai thua, đã có thể xác định. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này Trần Nhạc Giao quả thực không có hoang phế, ghi nhớ hắn chỉ điểm vào trong lòng, thậm chí còn có khắc sâu hơn hiểu. Không có phụ lòng bản thân một phen bồi dưỡng. Trương Sư, chiến đấu ở đây, không cần lo lắng lực lượng quá mạnh hủy hoại kiến trúc, xin mời. Ngay thời điểm trong lòng hai người đều có đáp án, cảm thấy rất nhanh liền phân ra kết quả, một thanh âm vang lên. Lúc này Phùng Tử Giật đã đi tới một võ đài khác, tay cầm trường kiếm, nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo chiến ý hừng hực. Phùng Tử Giật muốn khiêu chiến Trương Huyền. Vị trương sư này, lớp tinh anh xếp hạng thứ nhất đếm ngược, coi như nhãn lực không tệ, năng lực chỉ điểm không yếu, nhưng thực lực bản thân chỉ có xuất khiếu, thiên tài như phùng tử giật ra tay khiêu chiến, có chút bắt nạt người đi. Đúng vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trung quanh xôn xao, phùng tử giật là trong thiên tài nhiều như vậy, trói mắt nhất, rất nhiều người đều xem hắn là cường địch, mong đợi có một ngày có thể vượt qua, nhưng đều rõ ràng, khả năng rất nhỏ. Vốn cho rằng vị này coi như khiêu chiến, cũng là đám người trương hủ, thế nào khiêu chiến một tên sau cùng. Thắng cũng thắng không võ, có sai lầm uy nghiêm a hát. Phùng huynh, người muốn chiến đấu mà nói, ta có thể tiếp. Trương hủ nhíu mày, nhìn sang. Người không phải đối thủ của ta. Phùng tử giật xua tay. Không thử qua làm sao biết. Trương hủ hít mắt lại, cắn răng một cái nhảy lên đài cao. Thời điểm sông Sơn Môn, đối phương thứ nhất, hắn liền tức sôi ruột, giờ phút này nói thẳng, không phải đối thủ, liền kìm nén không được. Ta đường đường tên thứ hai, người không khiêu chiến, lại khiêu chiến người thứ 50. Đã như vậy, vậy liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Âm âm, người trên không chung, lực lượng liền tự nhiên chút xuống, năm ngón tay như câu, nghiền ép xuống dưới, bao phủ toàn bộ lôi đài, tựa hồ muốn nghiền nát thân ảnh kia. Hắn sợ đối phương cự tuyệt chiến đấu, vừa ra tay liền phát huy ra bản lĩnh cường đại nhất, không có chút lưu tình nào. Ừm, nhìn thấy lực lượng của hắn, Trương Huyền nhịn không được gật đầu xem ra không chỉ phùng tử giật tu vi bạo tăng, trương hủ tiến bộ cũng không nhỏ, đã đạt đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, cách đột phá nhập hư cảnh, cũng chỉ kém một bước. Không hổ là thiên tài cường hãn nhất của trương gia khóa này, bất kể từ mặt nào tới xem, đều có vẻ cực kỳ cường đại. Ta nói rồi, người không phải đối thủ. Đối mặt hắn công kích, phùng tử giật mí mắt nhất cũng không nhấc mà nghiêng thân thể, bàn tay bỗng nhiên tiến lên đón. Ít ngạo mạn tự đại đi, thiên phú của ngươi rất cao, nhưng ta cũng là thiên tài trong vạn người chưa chắc có một, rốt cuộc hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định. Thấy hắn cuồng vọng như vậy, trương hủ tức giận sắp bùng nổ, trong tiếng gầm gừ, lực lượng điên cuồng tuôn ra, trưởng lực tự nhiên, tựa hồ muốn ép toàn bộ đài tỷ thí thành bột phấn. Bất quá, cỗ lực lượng này còn chưa tới trước mặt phùng tử giật, trương hủ liền cảm thấy trưởng lực của đối phương đi ngang qua mà tới, thời gian nháy mắt đã đột phá lực lượng của hắn bao vây, rơi vào trên ngực. Bành! sắc mặt trắng nhợt biểu tình không dám tin tưởng bay ngược ra ngoài từ không trung rơi xuống đâm vào trên mặt đất cách đó không xa trong mắt người ngoài hắn còn không có nhảy lên đài cao liền bị đối phương tắt bay giống như đánh bay con ruồi không có một chút sức phản kháng thiên tài trong vạn người chưa chắc có một một cái tát quất bay đối phương phùng tử giật lắc đầu hai tay mở ra ánh mắt tràn đầy than thở rất rõ ràng người không phải chương 2624, quá khiêm tốn. Một, ngươi, không nghĩ tới dùng hết toàn lực, còn không có nhảy lên đài cao liền bị đối phương một tát đánh trở về, trương hủ dẫy ruộng từ dưới đất rút đầu ra, sắp điên rồi. Hắn là thiên chi kiêu tử, trương gia cùng thế hệ, là tồn tại cường hãn nhất, vốn cho rằng coi như thắng không nổi, cũng có thể chiến một hồi, đánh khó bỏ khó phân, nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngay cả lôi đài cũng không có lên, liền bị người ta đánh xuống mấu chốt nhất là còn bị xem thường như vậy ở dưới cảm giác nhục nhã mãnh liệt có chút phát điên bất quá mặc dù tức giận nhưng cũng nhìn ra thực lực chân chính của đối phương thế mà trước hắn một bước bước vào cảnh giới kia trở thành cao thủ nhập hư cảnh dù kém một tia lại tựa như lạch trời khó mà vượt qua hắn đã đạt tới nhập hư cảnh vì sao còn muốn khiêu chiến trương sư nắm đấm siết chặt cũng không có xúc động tiếp tục tiến lên tới chiến đấu mà tràn đầy nghi ngờ. Nếu như thực lực của đối phương, cùng hắn không kém bao nhiêu, cảm thấy trương huyền này là thiên tài, muốn khiêu chiến một chút, cho cái dạo oai phủ đầu ngược lại cũng thôi, hiện tại đã đạt tới nhập hư cảnh, so với một ít học sinh cũ, còn cường đại hơn, cần gì khiêu chiến một tân sinh. Bành! Đang kỳ lạ, liền nghe một tiếng rên lên, ngay sau đó nhìn thấy một bóng người bay tới, rơi vào bên cạnh mình chính là Trương Trác vừa rồi hắn cho rằng nhất định thắng không thể nghi ngờ. Lúc này, trên mặt Trương Trác xương tấy như đầu heo, thê thảm không nói ra được, trước đó khí tức trên người còn hung mãnh, hoàn toàn biến mất, nghiêng nghiêng nằm dạp trên mặt đất, uốn éo thành một độ cong đặc thù, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Lông mày nhảy một cái, vội vàng nhìn lên đài, chỉ thấy vẻ mặt của Trần Nhạc Giao trở nên có chút trắng đi xuống, mấy bước đi tới trước mặt Trương Huyền, ôm quyền không người, trong ánh mắt phát ra vẻ hưng phấn không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể chiến thắng. Hắn bị phùng tử giật một quyền đánh bay, tài nghệ không bằng người, nhưng trương trác rõ ràng đã chiếm ưu thế tuyệt đối, thế nào lại lấy loại kết quả này kết thúc. Thấy cảnh này, cảm giác so với bản thân hắn thua, càng bất khả tư nghị. Không có khả năng. Trần Nhạc Giao nhìn qua, đưa ngón trỏ ra, lắc lắc ở trước ngực. Trương Sư chỉ điểm cho ta, hiện tại tu vi tiến bộ, lại thắng không nổi đối phương, chẳng phải ngay cả trước kia cũng không bằng. Trương sư chỉ điểm, không phải là ai cũng có thể học, người không được. Trương sư là lão sư của thiếu cung chủ, nhân vật như vậy, dù chỉ tùy tiện chỉ điểm, cũng không phải một tiểu nhân vật như đối phương có thể so sánh. Nhưng, trương hủ siết chặt nắm đấm, khuôn mặt tái mét. Thua ở trong tay nhập hư cảnh phùng tử giật ngược lại cũng thôi, bại bởi một tiểu gia hỏa xuất khiếu cảnh. Tràn đầy không cam lòng. Không được, sự tình ta chỉ điểm trương trác về sau khẳng định sẽ có người biết, đồng dạng chỉ điểm, lại bại bởi một người tu vi thấp hơn, danh dự ở đâu. Hiếp mắt lại, thực sự không được, tới tỉ thí một trận, trước dùng thực lực tuyệt đối, nghiền ép một hồi lại nói. Trong lòng đang lóe lên, liền nghe thanh âm của phùng tử giật ở trên đài vang lên lần nữa. Trương sư, tới để cho ta mở mang kiến thức một chút, toàn lực của ngươi có phải giống như ngươi nói hay không? Như ngươi mong muốn thấy đối phương một lòng muốn thử xem, Trương Huyền cũng không có gì phải giấu giếm, thân thể nhảy lên đài cao, ngón tay điểm một cái. Ô ô ô ô, hơn 100 thanh trường kiếm lơ lửng ở trước mặt, từng chuôi thẳng tắp chỉ về phía trước, mang theo sát ý. Tốt, biết huy lực kiếm này cực lớn, phùng tử giật không dám coi thường, trường kiếm trong tay vạch ra một nửa hình tròn, ở chung quanh người hội tụ vô số kiếm khí, tựa như tạo thành một mảng ánh sáng là lạc như kiếm pháp của tổng bộ danh sư đường. Vẻ mặt trương hủ nghiêm túc. Lạc như kiếm pháp. Có người không hiểu. Võ ký thánh vực thượng phẩm là một vị danh sư của tổng bộ danh sư đường. Quan sát bầu trời bình bồng sáng tạo ra, phòng ngự so với lưu thủy kiếm pháp của điện chủ đời thứ tư của thánh tử điện cũng chỉ yếu hơn một tia. Chỉ cần thi triển, sờ bông bay đầy trời, tựa như hoa rơi, đặt song song với tuyệt học lạc tuyết kiếm pháp của âm dương cung. Trương Hủ chậm rãi nói giờ phút này hắn rốt cuộc biết vị trước mắt mạnh mẽ, bộ kiếm pháp kia, coi như không cần sức chiến đấu nhập hư cảnh, lấy lực lượng tương đồng hắn đối chiến, muốn vượt qua cũng không dễ dàng như vậy. Trừ khi, vận dụng lực lượng huyết mạch. Bất quá, trừ khi sống chết trước mắt, loại lực lượng này, tốt nhất đừng vận dụng, nếu không, tiêu hao nguyên khí, coi như hắn ở trương gia địa vị không thấp, nắm giữ tài nguyên rất lớn, cũng khó có thể khôi phục. Hắn lý giải kiếm pháp mạnh như vậy, lại vừa ra tay là phòng ngự. Chẳng lẽ, trương huyền này, thực lực có thể chống lại? Khiếp sợ, đồng thời cũng hiểu được, lần nữa nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, tràn đầy tò mò. Phùng tử giật cường đại như vậy, nhưng vừa ra tay lại thi triển ra kiếm pháp lợi hại như thế. Chẳng lẽ, vị trương sư này lợi hại hơn? Lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là suốt khiếu cảnh mà thôi, còn có thể mạnh bao nhiêu? Lắc đầu, đang muốn nhìn phùng tử giật ra tay như thế nào, chỉ thấy vị cường giả siêu cấp trong lòng của hắn, tay trái điểm về phía trước một cái. Ông, chân khí trong cơ thể tuôn ra, ở trước mặt tạo thành một lồng ánh sáng. Là bắt đầu chân nguyên cháo. Lông mày lần nữa nhảy lên, khóe miệng trương hủ giật một cái. Nếu như nói, vừa rồi đối phương thi triển ra lạc như kiếm pháp để hắn không hiểu, cái lồng ánh sáng này, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu chân nguyên cháo, tổng bộ danh sư đường, một vị danh sư cửu tinh quan sát bắt đầu thất tinh, sáng lập ra tuyệt chiêu, một khi thi triển, phòng ngự vô địch, cùng cấp bậc không người có thể phá. Thi triển lạc như kiếm pháp, còn muốn thi triển cái này. Đây rốt cuộc là phòng ngự cái gì? Phần Phật, chấn kinh còn không có kết thúc, bàn tay của phùng tử giật tiếp tục chảo một cái, bóp nát một cái ngọc bài. Trường 2625, quá khiêm tốn. 2. Ông, có một vòng sáng màu tím nhạt bao phủ hắn. Đây là hộ thân phù do cường giả nhập hư cảnh luyện chế, mặc dù không bằng đại vũ hộ thân phù, nhưng cũng có thể phòng ngự thánh vực thất trọng công kích. Con người lần nữa co lại, không phải muốn tỉ thí ư. Phùng tử giật dùng kiếm pháp, công pháp phòng ngự, hiện tại ngay cả hộ thân phù cũng tế đi ra, đến cùng là vật gì, để hắn sợ đến như vậy. Tạch tạch, tạch tạch. Trong không hiểu, thân thể phùng tử giật lần nữa phùng lên, giống như trước đó, biến thành tên cơ bắp. Đây là kim thiềm thân của tổng bộ danh sư đường, nghe nói là một vị danh sư, quan sát pháp môn tu luyện của kim thiềm sáng lập ra, một khi thi triển, toàn thân sẽ hình thành một tầng lân giáp thật dày, phòng ngự như hổ, lực lớn vô cùng, công kích mạnh hơn cũng không thể công phá. Trương Hủ nắm tóc, rốt cuộc muốn ngăn cản chiêu số gì, cần liên tiếp thi triển ra nhiều thủ đoạn phòng ngự như vậy. Tu luyện giả, trước khi học tập tiến công, đều phải học tập phòng ngự, chỉ có giữ được tính mạng, mới có thể chém giết đối thủ. Bởi vậy, xem như hắn, đối với thủ đoạn phòng ngự cũng biết cực nhiều, học qua không ít. Nhưng một lần thi triển ra nhiều như vậy, phùng tử giật đây là điên rồi, hay muốn làm cái gì? Chuẩn bị xong chưa? Không để ý tới đám người phía dưới chấn kinh, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tốt, bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, phùng tử giật nhẹ gật đầu, dù cảm thấy đối phương khả năng đang khoác lác nhưng mà hắn vẫn không dám chủ quan tất cả thủ đoạn đều thi triển ra vậy tốt ta bắt đầu ngón tay điểm về phía trước một cái chân khí trong cơ thể truyền vào trong trường kiếm thời gian nháy mắt trường kiếm liền phá không bay ra hóa thành một giang hải to lớn bao phủ phùng tử giật cái này sắc mặt trương hủ trắng nhợt tìm lòng không được lui về sau bảy tám bước trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh một chiêu này hắn tính toán một chút, coi như dùng hết toàn lực, cũng không ngăn cản nổi. Không phải xuất khiếu cảnh sao? Tại sao có thể có lực công kích cường đại như thế? Ít hầu phát khô, quay đầu nhìn, chỉ thấy phí sư ở một bên, mở to hai mắt nhìn, giống như bị người nắm cổ họng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Phí sư, kiếm pháp này, người cũng không ngăn cản nổi. Biết đối phương nghĩ cái gì, Trương Hủ nhịn không được hỏi. Phí sư chậm rãi nhắm mắt lại, lắc đầu cưỡng ép áp chế nội tâm sợ hãi ta cũng không ngăn cản nổi nếu như đối chiến trực tiếp thi triển có thể sẽ bị trực tiếp chém giết chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn lợi hại như vậy thân thể nhoáng một cái trương hủ muốn khóc may mắn vừa rồi không có đi khiêu chiến đối phương nếu không đoán chừng còn thảm hơn trương trác khó trách có thể để cho trương thuần trương phong đều cúi đầu nhận thua không nghĩ tới ta cũng nhìn lầm hắn ở trong tân sinh khóa này là tồn tại kinh khủng nhất. Phí sư cười khổ. Trương Thuần, Trương Phong nhận thua. Trương Hủ sướng sờ, vội vàng nhìn qua. Những ngày này hắn một mực tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không biết chuyện ngoại giới. Đúng vậy, hôm qua Trương Thuần tới tìm ta, tìm kiếm tư liệu của Trương Huyền, nói bị người này đánh một trận. Hiện tại còn không có triệt để khôi phục. Phí sư gật đầu. Trương Huyền là tân sinh, hắn là chủ nhiệm lớp tân sinh, Trương Thuần muốn điều tra, tự nhiên phải thông qua hắn mới được, bởi vậy cũng biết chuyện người này bị đánh. Mặc dù không có nói tỉ mỉ, đến cùng đánh như thế nào, thảm trạng lại là thật, không cách nào che giấu. Còn Trương Phong, tin tức vừa mới truyền ra, Trương Huyền này chạy tới đại náo Khải Linh Sư Công Hội, một lần trở thành thánh tử. Cũng Khải Linh thân thể của hắn, để hắn cuồng đánh mình một hồi. Bàn tay run lên, ném tới một ngọc bài đưa tin học sinh lớp mình, gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn làm chủ nhiệm, đã đạt được tin tức. Khải Linh thân thể, thánh tử Khải Linh công hội. Ra mặt co lại, trương hủ suýt chút nữa ngã sắp xuống. Vốn cho rằng lần này trong tân sinh đáng giá chú ý chỉ có phùng tử giật, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vị này càng thêm đáng sợ. Người khác không biết, hắn đối với Trương Thuần, Trương Phong lại biết rất rõ ràng, thiên tài tuyệt đỉnh nổi danh Trương Gia, nhân vật thần tượng của hắn, bị tân sinh đánh bại, không phải phí sư nói, cũng không dám tin tưởng. Loại thực lực cùng năng lực này của hắn, thế nào chỉ khảo hạch thứ 50? Trong lòng hơi động, một việc hiện lên ở trong óc. Hắn cũng có thể thi đến thứ hai, người này không nói cái khác, chỉ là kiếm thuật, chỉ sợ sẽ là đệ nhất tuyệt đối. Hẳn là tính cách của hắn khá khiêm tốn, không muốn khoe khoang. Nếu không, không có khả năng vừa vặn khống chế ở thứ 50, không nhiều không ít. Nhớ tới chuyện phát sinh của ngày khảo hạch, phí sư gật đầu. Cuối cùng trong vòng 3 phút, một lần trở thành người thứ 50, trước đó không lộ ra trước mắt người đời, rất rõ ràng, không giống những người khác, dùng hết toàn lực. Ừm, cũng đã được nghe nói sự kiện kia, lúc này Trương Hủ hiểu được, trong mắt mang theo bội phục, không tự chủ được cảm khái. Hắn thật sự là quá khiêm tốn. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 113